Hị nhà tị phi cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bình hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Dạ, thay lời cho tất cả Phật tử, con kính là rất là tri ân ngài đã phúc chúc cho đạo tràng chúng con. Thì con xin đọc kỳ thi. Akasattha cha bhummattha deva naga mahittika bunyang no anumodang tu chi rang rakkhang tu sa sanang. Akasattha cha bhummattha deva naga mahittika bunyang no anumodang tu chi rang rakkhang tu no garo. Akasattha cha bhummattha deva maga mahittika bunyang no anumodang tu chi rang rakkhang tu na tayo. Akasattha cha bhummattha deva naga mahittika bunyang no anumodang tu chi rang rắc khăn tu pa ni no. Akasattha cha bhummattha deva naga mahittika bunyang no anumodang tu chi rang sa khăn tu no sa đa. Chư thiên ngự trên hư không, ma địa cầu thương ngự rõ không mỗi đều. Long vương thành lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Nguyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu não màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Văn kinh chi cu sa la cầm măng kha ta bằng ki đi văn ma ma. Ca ye na qua cha ma na sa ti đa se su ga tăng ca tăng ye sát ta sanh ni no. A thi ye sát ta a sanh no ca tăng buôn nha pha lăng mây hằng. Sắp bề pha ghi pha hoành tu tê ye tăng ca tăng su vi đi tăng đinh năng buôn nhăng. Nha pha lăng ma ya ye cha ta tha na cha năng. Ti đề hòa gần tòa ni quê đa dùm sắp bê lô. Cầm hi dê sắp ta chi quanh ta hạ. Ra hê tu ca ma nôn nhăn phô cha năng. Sắp bê la phần tu ma ma chê ta cha ti. Phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành, dẻo nên đều là phước bao vững bền. Có thể tiếp chung đổ lên thiên đàng, cung trời đau lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà. Chư thiên phạm thiên cùng là, bất trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh biết hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu bạch ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quy ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thật sanh an mãn trường, xịn thâu phước báo cung dường. Hoa thành thực phẩm mùi hương thoa lòng. Ý đằng nô nhà ti năng hồn tu su. Ý tà hồn tu nà ta dô. Ý đằng nô nhà ti năng hồn tu su tà hồn tu nhà ta nhô. Ý đằng nô nhà ti năng nô tu su su khi tà hồn tu nhắc ta nhô. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng vốn thuộc của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi trong ngày vị lai. Và Nam Mô Bố Tha Giá.
Dạ con tâm phương con thay mặt cho tất cả các thiện nam tín nữ trong rung Phật giáo Nam truyền là con rất là tri ân ngài đã từ bi dìu dắt cho chúng con từ cái học kinh pháp cú cũng như là thay vì truyền tam quy ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con để cho chúng con ghi sâu và để không có phạm đến nam giới và một lần nữa con kính tri ân ngài và con xin nhường mic lại cho chị Nhật Huỳnh để chị Nhật Huỳnh điều hợp chương trình kế tiếp ạ. Con xin nhường mic lại. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sân Khai Dạ. Trước tiên cái lễ chư tôn chư đức tăng trong những nick name mà chúng tôi không được rõ. Xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Xin chào chư thiện nam tín nữ, thiên hữu trí thức. Trước khi bước vào buổi sinh hoạt của đạo tràng, xin phép được tán dương ơn đức tam bảo. Nam mô Tát Sa Phakhavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Phakhavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Phakhavato Arahato Samma Sambuddhassa. Tăng Araha Đi Con Nà Sang Yô Tăng Bụt Đăng Sê Rạ Sa Nam Ma Mi Tăng Chà Bụt Đăng Y Mê Hi Sạp Ca Rê Hi A Phị Phu Chết Gia Mị Hồng Dân Phật Nhiệm Màu Ứng Cúng Chánh Đứng Khi Minh Hạnh Đủ Đầy Đức Ân Thiền Thể Cao Dày Bậc Thế Gian Giải Chỉ Bày Chân Tâm Vua Thượng Sĩ Pháp Thân Tinh Diệu Bậc Trượng Phu Điều Ngự Độ Sanh Thiên Nhân Sư Đấng Cha Lành Phật Đà Toàn Giác Thế Tôn Trong Đời Tăng xoa khai ta đi cô nạ tăng vô tăng thăm măng sê lạc thả nam ma mít tăng chả thăm măng y mê hi sạc ca rê hi a phị phu Chá gia mị pháp vi diệu chá lành kéo dài Rìa danh ngôn giác ngộ hiện tiền Vượt thời gian chứng vô biên sắc na đệ ngộ khoác nhân liễu tường Đạo vô thượng đến rồi thấy rõ hướng thượng tâm thoát ngộ vọng trần Chí nhân từ ngộ giả chân, dự thường tịnh lạc, pháp ân nhiệm màu. Tăng sân khai tai, đi cô nạ sân vô tăng sân khăn, sê lạ xã nam ma mi tăng, chà sân khăn nghi mê, sắc ca rê, hi a phị phu. Chà gia mị, bậc diệu hạnh, thinh văn thế tử, bậc trực hạnh, pháp lữ thiền gia. Bậc như lý hạnh tăng già, bậc chân chân hạnh, giữ tòa thế tôn. Thành đạo quả, bốn đôi tám chúng, đệ tử Phật. Ứng cúng tôn nghiêm, cung nghinh kinh lễ một niệm, thánh chúng vô thượng, phước điền thế gian. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng. Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo tùy từ gia hộ đến quý vị trong đạo tràng, luôn được an lạc suốt thời gian sinh hoạt. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Phần tăng dương ân đức tam bảo đã xong. Hôm nay là cái ngày chính thức của huynh pháp hữu, tức là từ 5 giờ cho đến 6 giờ tới, với cái đề tài là tỉnh thức trước bệnh tật và cái chết, tiềm năng chữa bệnh của các giác chi. Một đề tài rất là thích nghi với lời yêu cầu của huynh trúc giới, tức là huynh trúc giới thì quý vị biết rằng đây là một Phật tử, đệ tử của ngài Kim Triệu, thường hay đến sinh hoạt ở chùa Kỳ Viên cũng như Lý Thiền Đường, và chúng tôi cũng đã gặp trúc giới ngài sinh năm 1949. Và thân phụ của huynh trúc giới thì quý vị cũng biết là 90 mấy tuổi rồi. Cho nên khi mà huynh báo tin rằng cụ ông Nguyễn Văn Nga, pháp danh Minh Tuệ, đã ra đi do bệnh tại, tức là một cái nạn chung của thế giới, mất ngày 24 tháng 4 năm 2020. Thì đây cũng là một cái điều
khi mà chúng ta bối rối, khi mà chúng ta buồn phiền, đau khổ, nhưng mà hướng tâm về Tam Bảo, nhắn tin cho chúng tôi như thế này, thì chúng tôi cũng rất là hoan hỷ trên cái thần, trên cái tinh thần mà coi như chúng ta không rối loạn. Khi chúng ta có được một chỗ nương nhờ, thì hôm nay trong khoảng thời gian nửa tiếng cố gắng để coi như đạo tràng chúng ta có được một thời kinh để chạy tiếng đến hương linh của cụ ông Nguyễn Văn Nga, pháp danh Minh Tuệ, sớm được siêu sanh về nhàn cảnh. Mong quý vị hoan hỷ cùng chúng tôi hướng tâm để chúng ta có một cái khóa kinh cầu siêu ha, để trợ tiến đến giác linh của cụ ông Nguyễn Văn Nga, pháp danh Minh Tuệ. Quý vị hoan hỷ cùng chúng tôi hướng tâm ha. Rồi, đây là một cái điều mà chúng ta thấy rằng hữu thỉnh hữu lai, vô thỉnh bất đáo. Mong đạo tràng hoan hỷ cùng chúng tôi hôm nay, thay vì chúng ta học về những cái bài kinh để ôn lại trong cái nghi thức của đạo tràng, nhưng mà hôm nay hữu duyên là huynh Trúc Giới đã yêu cầu chúng tôi có được một thời kinh, thì mong quý vị cũng thông cảm. Hôm nay đạo tràng Phật giáo Nam Truyền được thí chủ tức là huynh Trúc Giới thế danh là Nguyễn Sô ở tại tiểu bang Virginia cùng toàn thể tăng quyến chí thành đảnh lễ trước ba ngôi Tam Bảo, mười phương chư Phật, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tôn Pháp, Thánh Hiền Tăng, hướng tâm về ba ngôi cung Tam Bảo để cúng dường và nhất tâm thiết lễ cầu siêu cho cụ ông Nguyễn Văn Nga, pháp danh Minh Tuệ, được thừa ân Tam Bảo vãng sanh cảnh giới an lạc. Ngưỡng mong ân trên Tam Bảo thủy từ tiếp độ hương linh ông Nguyễn Văn Nga, pháp danh Minh Tuệ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thập Phương Tam Thế Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thập Phương Tam Thế Pháp. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thập Phương Tam Thế Tăng Bảo. Cầu Bồ Đề Trang Nghiêm Thiền Tịnh, Thắng Thiên Ma Vạn Chứng Trùng Trùng, con xin lại Đấng Đại Hùng rọi vô biên trí tận cùng thế gian, từ quá khứ vô vàng Phật hiện, ở tương lai vô lượng Phật thành, hiện tiền chư Phật độ sanh, con xin kính lễ tâm minh nguyện cầu, cùng chánh Phật nhiệm màu hướng cúng, chánh biến tri minh hạnh đủ đầy, đức ân thiện thể cao dày, bậc thế gian giải chỉ bày chân tâm, vô thượng sĩ pháp thân tình diệu, bậc trường phu điều ngược độ sanh, thiên nhân sư đấng cha lành, Phật Đà Toàn Giác, Thế Tôn trong đời. Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật Bảo Độ Sanh, Bồ Đề Tâm Nguyện, viên thành từ đây. Gieo năm vóc trần vi sám hối, những lỗi lầm tham vọng mê si. Cuối sinh Phật Bảo Chứng Tri, con hằng tịnh tâm, viễn ly não phiền. Bác Thanh Đạo, con đường chỉnh giác vượt thoát bờ mê, nương thuyền Bát Nhã quay về ba tòa tạng bảo Bồ Đề tự tâm. Từ quá khứ vô vàng diệu pháp, ở tương lai vô lượng pháp màu, hiện tiền Phật pháp thâm sâu, thuyền từ phương tiện bắt cầu độ sanh. Pháp vi diệu cha lành khéo dạy, lìa danh ngôn giác ngộ hiện tiền, vượt thời gian chứng vô biên, xét na đại ngộ pháp nhân liễu tường, đạo vô thường đến rồi thấy rõ, hướng thượng tâm thoát ngõ vòng trần, trí nhân tự ngộ giả chân, diệu thường tịnh lạc pháp ân diệu màu. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng,
cho chúng con vô lượng an hòa, quy y pháp bảo bao la, minh tâm kiến tánh, thắng ma não phiền, gieo năm vóc vô biên sám hối những lỗi lầm do ái dục sinh, quý xin pháp bảo chứng minh, bằng chánh đạo tâm linh quay về. Tăng là bậc từ hòa nghiêm tịnh, dứt trần đạo đạo quả viên thành, lục căn tình lặng vô sân, ứng cúng cao thượng phước lành thế gian. Từ quá khứ vô vàng tán chúng, ở tương lai vô lượng thánh hiền, hiện tiền tâm bảo phước điền, con xin kính lễ gieo duyên niết bàn. Bậc diệu hạnh thinh văn thế tử, bậc trực hạnh pháp lữ thiền gia, bậc như lý hạnh tăng già, bậc chân chánh hạnh dưới tòa thể tôn, thành đạo quả bốn đôi tám chúng, đệ tử Phật ưng cúng tôn nghiêm, cùng nghinh kính lễ một niệm thánh chúng vô thượng phước điền thế gian. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành, quy y tăng bảo tịnh thanh, tự giác tha giác nguyện hành từ đây. Gieo năm vóc tội rầy tấm sáng, những lỗi lầm ngã mạn kiêu căng, quý xin chư thánh hiền tăng, công hành tinh tấn tham sân đoạn lìa. Cuối đầu đảnh lễ từ ân, bảo tháp xá lợi kim thân Phật Đà, bồ đề khắp quải ta bà, nhất tâm thành kính hương hoa cúng dường. Ba tòa thân tịnh bồ đề, mười phương thiên chúng hội về nghe kinh, pháp màu diệt tận vô minh, pháp màu cứu khổ sinh linh vạn loài. Kinh thỉnh hàng thiên chúng dục giới và sắc giới, ở đỉnh núi hang động hoặc cung điện trên không. Kinh thỉnh hàng địa tiên, nơi hải đảo châu quận, cây cao hoặc rừng rộng, trong nhà hoặc ruộng vườn. Kính thỉnh thần Dạ Xoa, càn khắc bà Long Vương, bậc các tâm hiền thiện ở dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng, hiện đang trú không xa, xin quan tập đạo tràng để lắng nghe lời dạy của Đức Phật Mâu Ni, khai thị độ chúng sinh. Nay là giờ chuyển tinh vô thượng, nay là giờ đọc tụng pháp âm, lời vàng lý nghĩa cao thâm, xin chư hiền giả lắng tâm thọ trì. Vạn pháp do nhân sinh, nhân diệt vạn pháp diệt, Đức Phật Đại Sa Môn hằng giáo huấn như vậy. Kinh Vô Ngã Tướng. Như vậy ta nghe, một thời Thế Tôn ngự tại vườn Lộc Giả gần thành Varanasi, Đức Phật giảng cho năm vị kiều trần như nghe như vậy. Này các đệ kheo, sắc uẩn là vô ngã, không phải là của ta. Này các đệ kheo, nếu sắc uẩn thật là của ta, thì uẩn ấy sẽ không bị đau khổ. Là nữa người đời có thể nói, xin cho sắc uẩn của ta như thế này, hoặc đừng như thế kia. Này các đệ kheo, sắc uẩn thật là vô ngã, nên hằng bị đau khổ. Là nữa người đời không có thể nói, xin cho các uẩn của ta như thế này, hoặc đừng như thế kia. Này các tỳ kheo, thọ uẩn tưởng uẩn cũng không phải là của này các theo các bộ này Bích Tha Gia Đạo Tràng, chúng con không còn nghe âm thanh của ngài, con cung thỉnh ngài cầm mic trở lại ạ. Nam mô Bích Tha Gia. Dạ, cảm ơn Tam Phương.
với thai giá. Dạ, ngài có nghe âm thanh con không mạch ngài? Dạ, ngài có nghe được âm thanh con không? Cho con xin một tín hiệu à. Dạ, cảm ơn Hoa Trâm Ha. Dạ, không biết đường nét ngài như thế nào rồi. Dạ, thôi con xin, dạ con kính nhận đích đến ngài. Alo, 123, 123, quý vị còn nghe rõ không? À, sao tụ, trở lại vấn đề. Này các tỳ kheo, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn nào, dù trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, thô thiển, vi tế, hạ liệt, thù thắng, gần hoặc xa, các uẩn ấy chỉ là uẩn thôi. Các ngươi nên nhận thức chân lý ấy bằng chánh trí, đúng theo thực tướng như vậy. Đó chẳng phải của ta, chẳng phải là ta, chẳng phải là tự ngã của ta. Này các vị kheo, bậc thiên văn được nghe và thấy như thế rồi, liền sinh tâm nhàm chán đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, đối với thức. Do nhàm chán, vì hễ ly tham, do ly tham, tâm được giải thoát. Khi tâm được giải thoát, vì hễ chứng đắc, tuệ giải thoát và biết rõ sự sanh đã tận, phạm hành đã thành, những gì nên làm, đã làm và không còn tái sanh nữa. Đức Phật thuyết giảng như vậy, năm vị tỳ kheo hoan hỷ tín thọ. Khi Đức Phật giảng dạy kinh này, thì tâm của năm tỳ kheo được giải thoát các vi tế phiền não, không còn chấp thủ nữa. Kinh Quán Niệm. Pháp nào có tên gọi là vô thường? Là pháp có trạng thái biến hoại không ngừng. Pháp nào có tên gọi là khổ não? Là pháp có trạng thái sầu đau khổ lụy. Pháp nào có tên gọi là vô ngã? Là pháp có trạng thái không phải là của ta. Pháp ấy chẳng phải để riêng cho những người trong một xóm làng, một thị trấn, một gia tộc. Pháp ấy để chung cho tất cả thế gian và thiên giới. Tất cả chúng sanh sẽ phải vĩnh biệt cõi đời, vì sinh mạng của tất cả chúng sinh chỉ có sự chết là nơi cuối cùng. Tất cả chúng sinh đều phải chiêu cảm nghiệp duyên của mình đã tạo, rồi đi thọ sanh trong kiếp sau. Chúng sinh nào tạo nghiệp dữ phải chịu khổ trong các khổ cảnh. Chúng sinh nào tạo nghiệp lành được thọ sinh vào cõi an lạc. Cho nên người đời cần phải kịp thời tạo nhiều phước đức làm của tùy thân trong kiếp sau, vì phước đức là nơi nương nhờ của tất cả chúng sinh trong đời vị lai. Sự sống của tất cả chúng sinh thật là ngắn ngủi, sự già hằng đưa đến sự chết. Trên lộ trình sinh tử ấy, chúng sinh hoàn toàn bất lực. Nếu người đời thấy rõ sự chết là điều đáng lo sợ, thì nên tạo nhiều công đức, vì mọi phúc lạc đều bắt nguồn từ những công đức ấy. Các pháp hữu vi thật không bền vững, có tính cách sinh diệt là thường. Vì nhân sinh rồi diệt, diệt rồi sinh, nên thường hay có sự khổ não. Chỉ có Niết Bàn là pháp trực diệt, với các pháp hữu vi ấy được, mới có sự an vui tuyệt đối. Kinh Hồi Hướng Vong Linh. Vua Bimbisara nằm mộng thấy thân nhân bị khổ quả đói lạnh, đến bạch hỏi Thế Tôn. Đức Điều Ngự Bi Mẫn chỉ dạy cách tạo phước hồi hưởng các vong linh thoát ly mọi khổ ách. Các thân nhân quá vãng thường đến nhà bà con, đứng ngoài cửa, ngoài vách, ngã đường hay cổng thành, trông chờ hưởng phước khí. Nhưng vì kém phước duyên, hương linh bị quên lãng. Thân nhân tạo phước lành, do công đức bố thí nên phát nguyện bằng lời: Khi đâm vô nhã, khi đâm vô nhà, tì năng hồ, tu su khi tà hồn, tu nhà ta vô. Nguyện thân nhân quá vãng thường hưởng công đức này, được thọ sanh lạc cảnh. Những thân nhân quá các đạo tràng
phước hồi hướng thường thúc là được vô lượng công đức là thắng duyên tế độ hương linh trong cảnh khổ, do thiện sự đã làm, do hồi hướng đã nguyện, do tăng lực đã cầu, xin tự thành phúc quả. Kinh duyên sanh. Bởi không tường diệu đế hữu tình tạo nghiệp duyên, chính vô minh nguồn cội nguyên nhân tạo nên hành, từ hành vi thiện ác gieo chủng thức tái sinh. Như vậy chính do hành kiếp sanh thức tập khởi, thức chủng tử đầu đời tạo hiện hữu thân tâm. Bởi do ý nghĩa này gọi thức duyên danh sắc, vật chất và tâm thức biến hiện sáu giác quan. Như vậy do danh sắc lục nhập được hiện thành, sáu giác quan năng động tiếp xúc sáu cảnh trần. Như vậy do lục nhập hiện tượng xuất khởi sanh, sáu căn gặp sáu cảnh khổ lạc xả phát sanh. Như vậy do duyên xúc cảm thọ được tạo thành, khổ lạc ưu hỷ xả nhân sanh mọi chất trước. Như vậy chính cảm thọ duyên tạo nên ái dục, tham muốn nên dính mắc dục lạc cuộc mê tâm, nên gọi nhân ái dục là duyên sanh chấp thủ. Khi tâm trần hệ lụy biến hiện muôn sơ hành, như vậy do chấp thủ tác động hữu khởi sanh, có tạo tác, có quả, có chủng tử luân hồi. Như vậy do duyên hữu sanh quả được hiện thành, có thăng hẳn phải già, có sanh ác có diệt. Chính do ý nghĩa này gọi sanh duyên lão tử. Cũng chính do duyên sanh sầu bi khổ ưu não, toàn bộ khổ uống này được hiện thành tập khởi. Vô minh diệt hành diệt, hành diệt nên thức diệt, thức diệt danh sắc diệt, danh sắc diệt lục dập diệt, lục dập diệt xúc diệt, xúc diệt cảm thọ diệt, cảm thọ diệt ái diệt, ái diệt chấp thủ diệt, chấp thủ diệt hữu diệt, hữu diệt nên sanh diệt, sanh diệt lão tử diệt, sầu bi khổ ưu não, toàn bộ khổ uống này không hình thành tập khởi. Kệ khuyến tu. Việc trần thế khuyên ai phải ngẫm, danh mà chi, lợi lắm mà chi, bả công danh bột nước có ra gì, mùi phú quý vần mấy tan hợp, sang cho mấy cũng rồi một kiếp, giàu đến đâu chỉ hưởng một đời, lễ tử sanh đeo đuổi kiếp người, thân tứ đại lấy đâu làm chắc. Kìa sinh tử thấy liền trước mắt, nấm cô phần đa thị thiếu niên nhân, tấm thân này vốn thật giả thân, nay còn đỏ, mai chưa chắc được. Phần nổi bệnh, nổi già, thuốc phược, sống trên đời, sống được bao lâu? Mới mày xanh, kế đã bạc đầu, rồi là đến hoang khâu một nắm. Ôi tăng khốn khí tại, thiên năng dục, nhắc đáng vô thường, vạn sự hưu. Muôn việc đều nương mấy tấc hơi, hơi vừa dứt, việc đời cũng dứt. Nào sự nghiệp, thân nhân tài vật, nhắm mắt rồi lại nắm tay không. Sanh già không hề tử già không, đời vật chất hết mong tồn tại. Rồi tử sinh luân hồi mãi mãi, nổi trôi theo bể khổ trầm luôn. Gặm ngắn thay định đục vô thường, khuyên nhân thế tìm đường giải thoát. Nếu chí nguyện thanh cao mong đạt, cần nướng theo giáo pháp Phật Đà. Giấc một lòng từ giác giác tha, hình bát chánh hướng về đạo quả. Tiếp thức tỉnh mê đồ buông xả, thôi đấm say huyện hóa hồng trần. Đi não tiền Phật cảnh cao tịnh đăng, thành chánh quả vô sanh bất diệt. Cầu tiêu Phật từ bi tiếp độ, cầu tư Phật
từ bi tiếp độ. Hỡi khất lữ, hành trình trên quả thế đi lang thang vô định đã bao đời. Vòng tử sinh sinh tử nẻo luân hồi, trong tâm giới xoay đi rồi chuyển lại. Vô lượng kiếp khóc cha rồi khóc mẹ, khóc vợ con quyến thuộc kẻ thân yêu, khóc cửa nhà tài sản sớm tiêu điều, khóc từ biệt sinh ly bao cảnh khổ. Những dục lệ đắng cay người đã đổ, còn nhiều hơn nước mặn bốn đại dương. Hỡi khách lữ, hành trình trên cõi thế đi lang thang vô định đến bao giờ? Còn tử sinh sinh tử nẻo luân hồi, trong tâm giới kiếp này rồi kiếp khác, từ vô thủy bao đời người bỏ xác. Khắp địa cầu phủ trắng đống xương khô, sao người mãi ngủ mê chưa thức tỉnh, còn miệt mài theo tài sắc lợi danh, còn đắm say trong bể ái tình trường. Nào có thấu vô thường thay vạn hữu, cõi gia tạm chấp cư là vĩnh cửu. Nên vào ra lục đạo biết bao đời, trên đường xa vô định lệ còn rơi. Khắp mặt đất xương khô còn rải trắng, hãy tỉnh giấc đứng lên tìm ánh sáng. Đừng tối mê dẫm bước giữa đêm dài, tìm lối đi giải thoát ngục trần ai. Này lữ khách, đến đây tìm ngọn đuốc ánh đạo vàng sáng soi nẻo vô sinh. Đức Phật Đà, bậc đại giác viên minh, thương nhân loại đắm chìm trong bể khổ, đem chân lý giữ quyền ngài phổ độ, và chúng sinh lìa bể khổ nguồn mê. Hoa vô ưu nở rộ khắp lối về, dứt sinh tử dứt luôn dòng lệ thảm, cầu chư Phật từ bi tiếp độ. Lẽ tử sinh xưa nay thường sự, khổ biệt ly muôn thuở đương nhiên. Khách hồng trần trăm tuổi trăm nỗi đảo điên, bậc thiện trí vượt ngoài hệ lụy. Cuộc trầm luân khởi từ vô thủy, nước mắt nhiều hơn bốn đại dương. Đã bao đời dấu bể tăng thương, xương trắng trải phủ đầy đại địa. Dù một kiếp trọn vui không dễ, những phù du hương phế đổi thay. Tuổi thanh xuân vẫn có bao ngày, già đâu chết thoải ai tránh khỏi. Kìa bố cuộc thăng trầm danh lợi, những dục vinh kết nối liền nhau. Khi qua rồi lại còn niềm đau, gió đời thổi phàm tâm sao động. Kìa yêu thương buồn vui huyễn mộng, tình thân nhân bằng hữu phu thê. Thương phải xa ghét phải gần kề, ai trùng kết không điều quan trái. Kìa sự nghiệp bạc vàng của cải, đổ mồ hôi nước mắt dựng xây. Vật ở đời tái là quá tái, buông tất cả khi tàn hơi thở. Kìa kiến chấp hữu vô ngã sợ, bao tỷ hiềm cùng chuyện cán qua. Lắm đổi dời trong mỗi sát na, hạnh phúc đó não phiền cũng đó. Người chỉ hiểu căn nguyên thống khổ, tìm vững đi thoát ngõ quẩn quân. Ngược dòng mê chánh đạo thực hành, chứng thánh quả đoạn mầm sanh tử. Nương Phật Đà chí tôn chí thánh, nương pháp màu đại hạnh đại duyên, nương tăng già vô thượng phước điền, nguyện ý đức cao dày độ lượng, cầu chư Phật từ bi tiếp độ. Hương linh quy y Phật, đấng điều ngự thiên nhân bi trí vẹn toàn. Hương linh quy y Pháp, đạo chứng mê khai ngộ ly khổ đắc lạc. Hương linh quy y Tăng, bậc hoàng trì chánh pháp vô thượng phước điền. Lần thứ hai, hương linh quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Lần thứ ba, hương linh quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Nguyện thập phương tam thế tam bảo thùy từ tiếp độ hương linh Phật tử minh tuệ, được trưởng thừa tam bảo lực, tốc xả mê đồ, siêu sanh lạc cảnh. Đệ tử Phật chân chánh thực hành đúng chánh pháp, và là người thành kính sùng bái và ngưỡng mộ cúng dường Đức Như Lai bằng vô thượng chân pháp. Không làm điều ác,
thành tựu hạnh lành, thanh tịnh tâm ý, ba đời Phật dạy. Nhẫn nại pháp thiêu hủy tối thượng không gì bằng, niết bàn quả tối thượng chư Phật dạy như vậy. Xuất gia không hiềm hận sa môn, không hại người, không bị bán giải khác, không phá hoại tha nhân, nghiêm kỳ giới căn bản, tiết độ trong ẩm thực, thích chú xứ an tịnh, chuyên chú hướng thượng tâm, chính lời chư Phật dạy. Nhẫn nại pháp căn bản hầu hết các hạnh lành, nhất là giới và định, tất cả các thiện pháp tăng trưởng nhờ nhẫn nại. Nhẫn nại có khả năng bứng rút rễ tội ác và đoạn tận nguyên nhân mọi tranh chấp cãi lẫy, là năng lực người chỉ đoạn pháp của người tu, là lực người hành đạo có khả năng phát hành mọi an vui phúc lạc. Người hành tu nhẫn nại là người có vạn lành, được phúc lộc uy danh, thường tự thành an lạc. Ta người đều lợi ích, nhân loại và chư thiên đều thương mến hộ trì. Người hành pháp nhẫn nại mãn kiếp sanh thiên giới, chống đắc quả niết bàn, người ấy gọi thực hành đúng kim ngôn di giáo, là người đã cúng dường Đức Phật cách cao thượng. Nguyện cầu tam hướng mười phương, chúng sanh muôn loại hãy thường an vui, dứt trừ oan trái nhiều đời, bao nhiêu đau khổ đến hồi duyên tan, hà nhau chỉ chút lầm than, mê si điên đảo vô vàng lệ châu. Chúng sanh vô bệnh sống lâu, nguyện cho thành tựu phước sâu đức dài, nguyện cho an lạc từ nay, dứt trừ tổng khổ đắng cay oán hờn, dứt trừ tinh sợ tai ương, bao nhiêu phiền não đoạn trường vĩnh ly. Nguyện cầu tam bảo chứng tri, sống đời thanh tịnh từ bi vẹn toàn. Con xin hồi hướng phước này khắp cùng Phật giới muôn loài chúng sanh, mẹ cha quyến thuộc xa gần, dành tiền vỡ vãn thật trọn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên bị bó truyền giúp cho, thấy đều hưởng phước cam lồ, đạo căn bất thối tâm vô khổ sầu. Lời vàng chư Phật thâm sâu, thấm nhuần trong họ năm châu thái bình. Con cùng pháp giới chúng sinh đồng hướng chánh pháp quang minh chân truyền, tĩnh tâm giữ vạn một niềm, buông bồ phúc huệ gieo duyên niết bàn. Nguyện công đức đã làm hồi hướng khắp chúng sinh, vơi đi phiền não khổ, Phật đạo được viên thành. Nguyện công đức đã làm hồi hướng khắp chúng sinh, vơi đi phiền não khổ, Phật đạo được viên thành. Nguyện công đức đã làm hồi hướng khắp chúng sinh, vơi đi phiền não khổ, Phật đạo được viên thành. Khoan lễ cầu siêu đến hương linh Phật tử Minh Tuệ, đến đây xin được chấm dứt, bởi vì thời gian cũng đã đến giờ của huynh thập hữu, mong độ tràng thông cảm. Nam mô Bụt Tha Dạ. Sa thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Từ Siêu đã từ bi hoan hỷ mở khóa kinh cầu siêu cho ông Nguyễn Văn Nga, pháp danh Minh Tuệ, mất ngày 24 thứ năm ngày 2020. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh hướng tâm thanh tịnh để hồi hướng quả phước mà đạo tràng chúng ta đã tạo được trong mấy ngày qua đến với ông Nguyễn Văn Nga. Đạo tràng phước đã tạo ra cho Nhật Quỳnh, chúc Nhật Quỳnh bớt lời cho quý vị đọc chung với Nhật Quỳnh để hồi hướng phước báo cho ông ạ. Đạo tràng phước đã tạo ra những ngày hôm trước hay là hôm nay, hồi hướng hương linh phước này siêu sanh nhàn cảnh đủ đầy an vui. Đạo tràng phước đã tạo ra những ngày hôm trước hay là hôm nay, hồi hướng hương linh phước này siêu sanh nhàn cảnh đủ đầy an vui. Đạo tràng phước đã tạo ra những ngày hôm trước hay là hôm nay, hồi hướng hương linh phước này siêu sanh nhàn cảnh đủ đầy an vui. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ, một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài tri đức rất là nhiều. Dạ, mặc dù con thì cũng không có biết cái vị này, nhưng mà con có thấy cái nick, cái nick nãy sư nói chút gì đó thì không có thấy, con tưởng người nữ
Nhưng mà bây giờ Ngài nói thì con mới biết. Dạ bây giờ thì cũng chưa có huynh Pháp Hữu vào đạo tràng. Dạ con xin được cầm bàn nãy giờ do khóa lễ cầu siêu nên Nhật Quỳnh chẳng có chào ai được. Kính mong quý vị quan hỷ. Dạ mình chào Hoa Trăm Ba. Dạ có huynh Pháp Hữu nào rồi. Dạ huynh Trúc Giới. Dạ kính chào huynh Pháp Hữu về vào đạo tràng. Mình chào Ngọc Hân. Kính chào Lương Chí Thành. Mình chào Nguyên Trang. Kính chào Quang. Kính chào Mai Hoa. Kính chào DTB79. Kính chào Nguyễn Tuệ. Kính chào Giang Nhật Hà. Giang Nhật Hà. Kính chào Lê Ngọc Diệp. Kính chào Lucky. Mến chào Hà Nguyễn. Kính chào Bình Lê. Kính chào Nắng Chiều. Mến chào Xích Niệm Từ. Mến chào Thanh Hoàng. Mến chào Kim Nhung. Mến chào Thiện Vũ. Kính chào Quỳnh Thính Pháp. Mến chào Trần Thư. Kính chào chị Meta. Kính chào Tâm Hạnh. Kính chào Tam Quý. Mến chào Thi Lâm. Kính chào Hiển Mộng. Kính chào Ngật Hồng. Mến chào Tâm Phương. Dạ, Nam Mô Bích Thai Gia Nhật Quỳnh. Kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được Quỳnh Pháp Hữu giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Thai Gia. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya, Nam mô Ta Sa Ga Wa To A Ha To, Sam Ma Sam Buat Da Ha Sa, Nam mô Ta Sa Pa Ga Wa To A Ra Ha To, Sam Ma Sam Buat Da Ha Sa, Nam mô Ta Sa Pa Ga Wa To A Ra Ha To, Sam Ma Sam Buat Da Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lâu mọc đặng nhờ ánh sáng, chỗ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiều khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhằm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Tuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh giữ pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn nghi, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Dạ con thành kính đảnh lễ đại đức Pháp Trang vừa quan năm vào đạo tràng. Nam mô Bích Thai Dạ. Dạ Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính mời huynh Pháp Hữu ở Đăng Đàn để điều hợp chương trình học ngày hôm nay. Nam mô Bích Thai Dạ. Dạ huynh có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Xin cho Nhật Quỳnh một tín hiệu để Nhật Quỳnh dâng bích trời cho huynh. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi thính pháp được an vui tiếng bác. Dạ. Cảm ơn đạo tràng và kính mời huynh ạ. Dạ cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Con kính ảnh lễ quý chị Tùng Đức Tăng Ni. Kính chào quý anh chị. Dạ nghe rõ. Dạ, cảm ơn. Để trước khi bắt đầu buổi chia sẻ đàm luận Phật Pháp hôm nay thì chúng tôi xin kính mời tất cả lắng tâm thanh tịnh để cùng chúng tôi tâm lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavan Tang Apivadeyami Svakato Bhagavata Dhammo
Thammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangkaṃ Namami. Cội Bồ Đề, trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng. Con xin lại đấng đại hùng, rỗi vô biên trí tận cùng thế gian. Bác thánh đạo con đường chánh giác, đưa chúng sinh vượt thoát trầm luân. Chân truyền diệu pháp thánh nhân, con xin tịnh ý nghiêm thân thực hành. Hòa hợp chúng tăng già thanh tịnh, đức vô song tứ thánh sa môn. Thừa hành di giáo Thế Tôn, đời đời tương tục bốn phương phổ hoằng. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Buddhang Thammang Sangkhang Namassami. Con hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, đã chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin quy kính Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là xong cái phần lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Bây giờ thì chúng tôi xin đi vào chương trình chia sẻ đàm luận Phật Pháp sáng hôm nay, sáng thứ hai giờ Việt Nam và giờ ở bên Perth, bên Tây Úc. Hôm nay thì nếu mà nhìn lại trong lịch đó, thì là ngày 4 tháng 5 năm 2020. Tính theo âm lịch đó, thì ngày 12 tháng 4. Và cũng là cái tuần lễ Vesak, tuần lễ tam hợp, hay là theo cái truyền thống Bắc Tông thì tuần lễ Phật Đản, ngày đản sanh của Ngài Bồ Tát. Và ở Việt Nam theo như chúng tôi biết, mấy năm qua thì tổ chức cả một tuần ở tuần lễ Phật Đản từ ngày mùng 8 tới ngày rằm tháng 4. Và ngày rằm tháng 4 là ngày đại lễ, tất cả các chùa tập trung về, Phật tử tập trung về một cái địa điểm trung ương ở mỗi tỉnh thành, mỗi thành phố để cử hành chung. Còn từ ngày mùng 8 cho đến ngày 17, ngày rằm thì tùy theo cái tình hình, cái điều kiện của từng chùa, từng địa phương. Các anh chị đợi tôi chút xíu, chúng tôi đang có để bận phone. Hello, look, how are you, look? Yeah, yeah, I'm right, yeah, 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 okay, I'm right, yeah, I'm right, busy in the morning, Monday morning. Hello, không biết có cần nghe rõ không ạ? Được cái điện thoại. Bây giờ thì dàn xếp bối tân thành thử có thể xem video được, xem hình ảnh của cô hai thì ở bên ở Úc, nhưng mà ở miền đông nước Úc, rồi nói chuyện luôn với lại cô ba, tức là bên Mỹ. Bên đó, bên Mỹ thì tối chủ nhật. Rồi bây giờ giao cái điện thoại là cho bà xã để nói chuyện. Chúng tôi xin trở lại cái buổi đàm luận hôm nay. Thì cũng nhân cái dịp đó, ngày rằm thì nếu mà tính theo lịch thì là ngày thứ năm. Thì bây giờ ngày 12 thì chúng tôi cũng xin mạn phép được chia sẻ ít điều nhân cái dịp để lễ Vesak. Theo truyền thống Nam Tông như chúng ta cũng biết, thì chúng ta xem như là cái ngày rằm tháng 4 là ngày lễ tam hợp, kỷ niệm ba dịp lớn. Đúng là cái ngày, cũng là cái ngày ngày Bồ Tát đản sinh, hay là mình gọi là Phật đản. Thứ hai là kỷ niệm ngày thành đạo, và thứ ba là kỷ niệm ngày nhập diệt. Ba cái dịp đó đều xảy ra cùng một ngày,
đó là ngày rằm tháng tư theo cái kiểu của mình. Nhưng mà bây giờ mình nhìn lại truyền thống của những quốc gia Phật giáo Á Châu cũng như về lịch sử thì mình thấy những cái ngày nó cũng không hẳn là thống nhất như vậy, nó có một vài cái sự khác nhau, nhưng mình cũng nên biết để có cái sự thông cảm qua đồng. Thì nhiều năm trước chúng tôi có trình bày cái vấn đề này rồi, và hôm nay chúng tôi cũng xin mạn phép trình bày lại để có một số anh chị chưa có biết thì có thể vào đó và để biết thêm. Thì mời các anh chị đi vào cái hình, cái biểu đồ chúng tôi soạn nhiều năm trước. Thì theo lịch sử, khi Phật giáo được truyền từ Ấn Độ, được truyền lên theo cái đường tơ lụa đi vào A Phú Hãn, rồi sau đó lên miền Bắc, vượt sa mạc đi vào trong Trung Hoa. Thì trong cái có nhiều cái bộ phái khác nhau, để lại nhiều cái tài liệu kinh điển khác nhau và dịch ra thứ tiếng của địa phương. Ngoài và cái những cái sự kiện lịch sử xảy ra trong cái cuộc đời của Đức Phật khi còn tại thế không có được ghi lại rõ ràng, và tùy theo cái truyền thống của mỗi một quốc gia hay là mỗi tông phái rồi từ từ phát triển thành ra ấn định những cái ngày lễ tương đối không có giống nhau. Rồi mở không được không biết có anh chị khác có mở được hay không. Cái link mà chúng tôi mới vừa đưa ra không biết là có mở được hay không, có thể chép và mở thử xem sao. Chúng tôi mới vừa mở thì thấy cũng dễ dàng mở được, và đò ra cũng không biết có trục trặc gì hay không. Bên này chúng tôi mở dễ dàng thì cũng không có gì. Ở đây chỉ nhắc lại chúng ta nhớ cái truyền thống cho rằng ba cái dịp trọng đại đó xảy ra trùng có một ngày, dĩ nhiên là khác năm, trùng một ngày mà mình gọi là tam hợp, tức là đản sinh, thành đạo và Phật Niết Bàn. Ba cái dịp đó mình gọi là tam hợp thì xảy ra cùng một ngày. Và trong kinh điển truyền thống như chúng tôi đã theo chúng tôi biết, chẳng hạn như trong cái bộ kinh Tạng của Nikaya thì không có nói rõ vấn đề này. Có lẽ là ghi ở trong chú giải mà chúng tôi chưa có tìm ra được, trong chú giải kinh điển chứ không có trong chánh tạng. Thế nào có những gì chúng tôi biết, có thể chúng tôi biết chưa hết. Thì anh chị nào có thông tin thì xin cho biết thêm để mình bổ sung. Tuy nhiên, có hai cái sự kiện mà chúng tôi có thể thấy được. Thứ nhất là dựa vào cuốn sử ký, cuốn nhật ký của Ngài Huyền Trang khi Ngài thỉnh kinh. Ngài Huyền Trang đi sang Ấn Độ khoảng thế kỷ thứ 7, tức là khoảng gần 1.000 năm, hơn 1.000 năm sau khi Đức Phật nhập diệt. Thì Ngài có ghi lại, Ngài thấy nói rằng có những cái bộ phái, tông phái Ấn Độ họ đều cử hành Ngài Tam Hợp, tức là ba cái dịp đó cùng một ngày. Có điều đó Ngài có ghi nhưng mà không nói rõ là ngày nào, nhưng mà nó là có cái dịp Tam Hợp. Các anh chị nghe được chỗ này ha. Nên là cái ý nghĩa Tam Hợp là có ghi. Thứ hai nữa là có ghi trong cái bài kinh du hành trong trường A Hàm, hiện nay còn ở trong Hán Tạng. Bài kinh trường A Hàm được coi như là tương đương với trường bộ kinh của Nikaya. Ở trong Nikaya thì không thấy ghi, nhưng mà trong trường A Hàm bài kinh du hành tương đương với bộ kinh, với bài kinh Đại Bát Niết Bàn của bên Nikaya đó. Trong trường A Hàm kinh du hành, tức là bài kinh số 2, khi trong cái phần kết luận sau khi mà tường trình lại, ghi lại những cái ngày tháng cuối cùng của Đức Phật rồi ngày nhập diệt á, thì có một cái bài kệ đúc kết về cái tóm tắt về cuộc đời của Đức Phật. Thì trong đó có nói rõ là Ngài xuất gia, Ngài đản sinh, thành đạo và xuất gia đều cùng một ngày. Đó là ngày mùng 8 tháng 2. Mùng 8 tháng 2 là ngày đản sinh, mùng 8 tháng 2 là ngày thành đạo và mùng 8 tháng 2 là ngày nhập Niết Bàn. Như vậy thì cái ý nghĩa tam hợp đó có ghi ở trong đó chứ không phải là không. Mà về sau này có lẽ về phát triển nhiều cái truyền thống khác nhau bên Trung Quốc, thành thử ra mỗi cái truyền thống như vậy thì lại chuyển, có nghĩa là tôi theo chúng tôi nghĩ là chuyển cái lịch Ấn Độ thành ra cái lịch của Trung Quốc, tức là âm lịch mình hay gọi địa phương, rồi nó có những cái sai biệt. Nhưng ngay lúc đầu
ngay lúc đầu, tức là cái A Hàm, tức là những cái bộ kinh sớm nhất mà người người Trung Hoa họ thỉnh từ Ấn Độ về rồi dịch ra tiếng tiếng Hán đó, thì có ghi rõ ràng trong bài kinh Du Hành là đó là cái dịp tam hợp, mà nhưng mà lại là mùng 8 tháng 2 chứ không phải là rằm. Có hai cái điểm mà mình cần lưu ý nữa. Thứ nhất, bây giờ mình nói xong về vấn đề tam hợp rồi, các anh chị nghe rõ chỗ này chưa, nghe rõ được rồi, ha, nắm ở chỗ này, tức là cái ý nghĩa tam hợp, ý chúng tôi muốn nói là có ghi ở trong Hán Tạng chứ không phải là không có ghi. Thứ hai, cái điểm quan trọng thứ hai là nói về cái ngày tháng. Ngày mùng 8 thì chúng tôi không hiểu cái ý nghĩa tại sao lại chọn cái ngày mùng 8 thay vì ngày rằm. Bởi vì mình thấy rằng dầu cho là Trung Quốc hay là Ấn Độ, theo Ấn Á Châu ngày xưa là cái ngày rằm là ngày thiêng liêng. Thành ra mình cũng không hiểu tại sao trong kinh lại ghi là ngày mùng 8. Chỉ có một điều mình có thể giải thích là mùng 8 cũng là cái ngày thiêng liêng. Bởi vì theo cái truyền thống của Ấn Độ thời xưa thì một tháng có 4 ngày thiêng liêng, tức là ngày đầu 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 tháng tức là ngày mùng 1, rồi ngày mùng 8, ngày rằm, ngày 23, tức là 4 ngày. Bây giờ mình vẫn duy trì cho tới giờ này. Tức là thường thường ngày xưa chúng tôi nhớ hồi nhỏ là thường thường một tháng có 4 ngày là mẹ chúng tôi dẫn chúng tôi đi chùa. Đi chùa Xá Lợi gần nhà, tức là ngày đầu, ngày mùng 1, mùng 8, rồi 15, 23, 4 ngày. Thật ra mùng 8 cũng là một cái ngày thiêng liêng, chứ không phải là chỉ có ngày rằm thôi. Thì cái đó là lý do thứ nhất tại sao họ trong kinh ghi ngày mùng 8. Anh Trần Giao theo dõi được chỗ này chứ ha, chị Nguyên Tuệ. Bây giờ cái lý do thứ hai quan trọng hơn, đó là tháng 2. Chúng ta nhớ rằng là tháng 2 ở đây là tháng 2 của Ấn Độ chứ không phải là tháng 2 theo lịch của Trung Hoa. Mình phải nhớ chỗ đó. Khi mà các ngài dịch ra thì các ngài không nói rõ, thì có lẽ vì vậy mà về sau khi đem áp dụng thì họ chuyển sang là ngày tháng 2 của âm lịch Trung Hoa hay là âm lịch Việt Nam. Âm lịch Trung Hoa với Việt Nam thì giống nhau. Thì như vậy thì mình thấy rằng cái tháng 2 ở đây, nếu mình hiểu tháng 2 của Ấn Độ thì mình thấy không có ngạc nhiên. Bởi vì theo cái lịch cho tới bây giờ ở những cái nước Nam Tông khác, chẳng hạn như Thái Lan, Campuchia, Miến Điện, Sri Lanka, họ đều theo lịch Ấn Độ, thì cái ngày, cái tháng đầu tiên trong năm đó, tương đương với lại tháng 3 âm lịch của mình. Tương đương với tháng 3 âm lịch của mình. Thành thử ra cái tháng thứ hai, cái tháng thứ nhì trong lịch Ấn Độ thời xưa cũng như thời nay thì tương đương với lại tháng 4 âm lịch của mình. Chị Nguyên Tệ có nắm được chỗ này không? Thành thử ra mình thấy cái chuyện đó, chuyện trùng khớp. Khi mình chuyển từ cái lịch Ấn Độ tháng 2, bây giờ mình đem áp dụng vào âm lịch kia, mình thấy đó là tháng 4. Rồi nó ra cái ngày đại lễ tam hợp đã xảy ra vào tháng 4 là mình thấy có lý do, chứ không phải là không. Đó, thì mình thấy có cái sự trùng hợp như vậy. Và cái ngày tam hợp đó cũng được áp dụng ở Nepal và ở Tây Tạng. Tây Tạng là gốc của Mật Tông, của Kim Cương Thừa. Thì họ cũng có cử hành ngày tam hợp, chứ không có chia làm ba cái ngày riêng biệt. Và Mông Cổ nữa. Bởi vì mình thấy rằng trong có về Mật Tông Tây Tạng hay Kim Cương Thừa thì phát xuất từ Tây Tạng, nhưng mà có ảnh hưởng lên Nepal và Bhutan và ảnh hưởng lên Mông Cổ. Thành thử ra cái dịp tam hợp đó cũng được cử hành ở Tây Tạng. Chỉ có qua Trung Quốc thì bây giờ thì tam hợp nó lại không có trùng hợp với nhau, còn là ba cái dịp khác nhau chứ không cùng ngày. Anh Dũng nắm được chỗ này ha. Nhưng mà nói mày về Bắc Tông mà Mật Tông á, thì họ cử hành ba dịp một ngày tam hợp. Đó cũng là ngày rằm tháng 2 theo cái lịch của họ. Và cái lịch đó cũng trùng hợp với lịch của Trung Hoa, tức là cũng khoảng ngày rằm tháng 4. Nhưng mà đặc biệt năm nay thì bởi có hai tháng nhuận. Thành thử ra ở Tây Tạng thì họ lại dời tính vào cái rằm tháng 4 tháng sau, chứ không phải là tháng này. Đó, mình thấy có cái sự khác biệt đó. Nhưng mà cái điều chung chung giữa Bắc Tông, giữa Nam Tông và Kim Cương Thừa, Bắc Tông tức là cái dịp tam hợp. Tam hợp là sự cử hành chung. Bây giờ mình trở về Bắc Tông, bởi vì dù sao cũng là truyền thống quen thuộc với chúng ta. Thì trong Bắc Tông, như chúng tôi nói, trong cái lịch, trong cái kinh ngày xưa, trong cái bộ Trường A Hàm, kinh Du Hành,
Bài kinh số 2 của trường A Hàm thì nói dịp tam hợp, ba ngày cùng một cái, ba cái dịp đó xảy ra cùng một ngày. Nhưng mà đó là ngày 8 tháng 2. Nhưng mà tháng 2 này không có nói rõ, là mình phải hiểu là tháng 2 này tức là tháng 2 của lịch Ấn Độ. Nhưng mà bây giờ thì lại có theo qua cái sự phát triển của những cái truyền thống Phật giáo ở Trung Quốc rồi truyền vào Việt Nam gần 2.000 năm qua, thì bây giờ chúng ta có ba cái dịp khác nhau trong cái truyền thống của Bắc Tông. Ngày Phật Đản xảy ra tháng 4, rồi rằm ngày mùng 8 tháng 4. Tức là 8 tháng 2 của Ấn Độ bây giờ chuyển thành 8 tháng 4 thì âm lịch. Ngày Bát Niết Bàn thì cũng là tháng 2, nhưng mà không hiểu tại sao bây giờ lại dùng là tháng 2 của lịch Trung Hoa chứ không phải tháng 2 của lịch Ấn Độ. Thành thử ra trong ở Bắc Tông, các chùa Bắc Tông ở Việt Nam cũng như ở bên Trung Quốc và Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan thì cử hành cái ngày dịp Bát Niết Bàn, tức là ngày Đức Phật nhập diệt á, vào tháng 2, nhưng mà tháng 2 của lịch Trung Quốc, tức là lịch của lịch Tàu, lịch Việt Nam. Rồi mình có cái dịp rằm tháng 2 là ngay ở chỗ đó, cái Bát Niết Bàn. Rồi cái ngày thành đạo á, thì lại là mùng 8 tháng Chạp. Mùng 8 tháng Chạp bây giờ. Chúng tôi cũng lại thắc mắc ở chỗ này, không biết tại sao. Nhưng mà rồi chúng tôi tìm ra được một cái thông tin, tức là theo cái lịch Trung Hoa ngày xưa đó, ngày xưa từ đời nhà Châu á, thì họ tính là cái tháng đầu năm là tháng tương đương với tháng 11 âm lịch bây giờ. Thành thử ra cái tháng Chạp bây giờ là tương đương với tháng 2 của lịch nhà Châu thời Trung Quốc. Và như vậy thì có lẽ thôi, chúng tôi suy đoán có lẽ là theo một cái truyền thống, khi mà các ngài dịch chuyển từ những cái sự kiện trong kinh điển Ấn Độ chuyển sang lịch của Trung Quốc ngay cái thời đó, thì thay vì nói tháng 2 Ấn Độ thì ngài nói thì các ngài tính đó là tháng 2 trong đời nhà Châu lúc đó, và tháng 2 của đời nhà Châu lúc đó là tương đương với tháng Chạp bây giờ. Để nó có cái sự kiện như vậy đó, có những cái điểm nhỏ nhỏ như vậy để mình hiểu, để mình thông cảm. Thành thử đối với chúng tôi tìm hiểu cho tới giờ phút này á, thì cái việc mà ở Bắc Tông Trung Quốc rồi ảnh hưởng từ Việt Nam có ba cái dịp khác nhau, tức là do ba cái cách tính lịch khác nhau theo cái không có thống nhất trong 2.000 năm lịch sử Phật giáo ở Trung Quốc rồi truyền vào Việt Nam thôi. Không biết tới đây là có anh chị có theo dõi được hay không. Nếu các anh chị theo dõi được cái trang mà chúng tôi đưa vào thì có thể hiểu được rõ ràng hơn. Thì nói tóm lại, cho tới ngày nay thì chúng ta có hai cái truyền thống để tính cái ngày, những cái ba cái dịp lễ đản sinh, thành đạo và Bát Niết Bàn. Trong cái truyền thống của Nam Tông cũng như chung của Mật Tông Tây Tạng thì ba cái dịp đó là cùng một ngày, gọi là chúng ta gọi là tam hợp. Trong cái truyền thống của Bắc Tông Trung Quốc và có ảnh hưởng lên Bắc Tông Việt Nam thì là ba cái dịp khác nhau. Ngày rằm, ngày mùng 8 tháng 4 là Phật Đản, ngày rằm tháng 2 là Bát Niết Bàn, và mùng 8 tháng Chạp là thành đạo. Ba cái dịp khác nhau. Bây giờ cái dịp quan trọng nhất là Phật Đản, là mùng 8 tháng 4. Nhưng mà từ năm 1954, sau khi có những tổ chức, có những cái đại hội Phật giáo quốc tế, rồi Nam Tông, Bắc Tông, Mật Tông thì ngồi lại với nhau, thì có khuynh hướng là làm sao cử hành chung một ngày. Mình quy ước với nhau chung một ngày. Và như vậy thì cho đến khoảng giữa thập niên 60, chúng ta không nhớ rõ năm nào. Bởi vì lúc đó mình còn nhỏ, mình bây giờ không nhớ nữa. Chứ khoảng 65, 66 vậy chúng ta không nhớ. Tức là nhìn lại thì khoảng 60 năm trước, khoảng 55 năm trước, hơn 50 năm trước. Thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ở miền Nam đó, mới thống nhất với nhau lại, cho nó trùng khớp với lại tổ chức lễ với lại các nước quốc gia Phật giáo khác, thì quyết định là tổ chức ngày Phật Đản thay vì mùng 8 tháng 4 thì quyết định là ngày rằm tháng 4. Thành ra cái ngày rằm tháng 4 là ngày Phật Đản được bắt đầu từ khoảng giữa thập niên 60.
Tức là chúng ta nhìn lại được khoảng 50 năm, hơn 50 năm. Cái chỗ này anh Dũng có nắm được chỗ này chưa? Lúc đó chúng tôi còn nhỏ, tôi còn nhớ. Trước đó thì có đi hát những cái bài hát về mùng 8 tháng 4. Nhưng sau đó rồi thì làm lại, thì sửa lại thành ra ngày rằm tháng 4. Đó là ở Việt Nam cho thống nhất với lại các quốc gia khác, để lấy chọn cái ngày rằm tháng 4 là ngày Phật đản. Nhưng mà cũng có một số những cái chùa địa phương vẫn theo cái truyền thống cũ, lại vẫn dùng cái ngày 8 tháng 4. Và chúng tôi đoán có lẽ thôi ha. Có lẽ vì vậy mà tới bây giờ thì giáo hội mới có lẽ uyển chuyển hơn, là cho phép mọi người có thể tùy theo cái tình hình địa phương tổ chức một cái ngày nào đó trong tuần. Tính từ ngày mùng 8 tháng 4 cho tới ngày rằm tháng 4. Mỗi địa phương tùy theo. Và cũng để cho Phật tử có dịp đi nhiều chùa khác nhau nữa. Rồi cùng nhau là một ngày thống duy nhất, một ngày đại lễ là ngày rằm tháng 4. Là đó mình đoán thôi. Chứ không có, chúng tôi không có liên lạc trực tiếp với lại các vị tôn túc ở Việt Nam này, là không có rõ lý do, nhưng mà mình đoán như vậy. Tức là bây giờ thì cho phép cử hành ở địa phương uyển chuyển, cử hành từ ngày 8 tháng 4 cho tới rằm tháng 4, ngày nào cho nó cũng được, cũng tùy thích hợp cho địa phương, hoàn cảnh địa phương, rồi cùng nhau làm ngày duy nhất ở một cái địa điểm tập trung ở mỗi tỉnh hay là mỗi thành phố lớn. Và cái điều đó cũng đúng ở nước ngoài thôi. Chẳng hạn như ở bên Úc này, nếu mà cái ngày rằm tháng 4 mà không có trùng với lại cái ngày cuối tuần, tức là thứ bảy chủ nhật, thì cũng không có làm được. Nếu tổ chức thì cũng không ai tới. Mọi người đều bận rộn, đều theo cái lịch mới của Tây Phương hết. Thành thử tất cả những cái lịch Phật giáo, những ngày lễ Phật giáo đều phải uyển chuyển dời vào ngày cuối tuần hết. Thì đi vào ngày cuối tuần thì người ta mới đi chùa. Ra đa số các chùa, theo như chúng tôi biết, ở Úc, ở Mỹ, ở Pháp đều uyển chuyển du di vào cái ngày cuối tuần, tổ chức thường thường là ngày Chủ nhật. Hạn như Hội Phật giáo Tây Úc này thì lúc nào cũng tổ chức lễ Phật đản trong hơn 20 năm qua là vào cái ngày Chủ nhật, mà gần với lại ngày rằm nhất. Thì đó, để tổ chức đó là cái ngày Phật đản. Thành ra bây giờ thì mình hiểu được như vậy. Và một cái điều, một cái sự kiện nữa là vào cuối năm 1999, thì do cái đề nghị của phái đoàn Sri Lanka, thì Đại hội đồng Liên Hợp Quốc có họp lại và có thống nhất đồng ý chọn một ngày cho Phật giáo. Bởi vì họ có một ngày cho Hồi giáo, một ngày cho Thiên Chúa giáo, thì bây giờ cũng phải có một ngày cho Phật giáo. Chỗ này chị Nguyên Tệ nắm ở chỗ này nha, anh Dũng nữa. Một ngày cho Phật giáo. Thành thử ra họ mới biểu quyết thông qua chấp thuận lấy ngày trăng tròn của tháng 5 dương lịch. Nhớ nha, tháng 5 dương lịch thì là cái ngày Quê Sạc, cái ngày lễ của Phật giáo. Mà anh Trần Giao nắm chỗ này ha. Họ không nói rõ là ngày nào, nhưng mà ấn định rõ ràng là ngày trăng tròn. Nhưng mà trăng tròn theo lịch Tây Phương. Ngày trăng tròn vào tháng 5. Tháng 5 thì mình biết là lịch Tây Phương thường thường đa phần đó, chứ không phải là lúc nào cũng vậy, nhưng mà đa phần là tính ra là trễ hơn, là tính cái âm lịch là đi trễ hơn. Thường thường cái âm lịch của mình là bắt đầu tháng giêng của mình bắt đầu từ tháng 2 của lịch dương lịch, phải không? Thành thử là tháng 5 dương lịch đó, thì thường thường thôi, thông thường là trùng khớp với lại tháng 4 âm lịch. Thành thử đa phần nếu mình lấy cái ngày rằm, cái ngày trăng tròn chứ không phải ngày rằm, ở trong cái bài biểu quyết có nói là Full Moon Day, tức là cái ngày trăng tròn của tháng 5 dương lịch, thì đa phần là trùng khớp với lại rằm tháng 4. Cái chỗ này là có hiểu được chỗ này, anh Trần Giao có nắm được chỗ này không? Thành thử do đó mà do cái lý do thực tế để sinh hoạt với nhau, thì họ quyết định, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc quyết định là lấy cái ngày trăng tròn của tháng 5 dương lịch là ngày Quê Sạc của Liên Hiệp Quốc, UN Quê Sạc. Mình nắm ở chỗ đó. Như vậy thì mình có thêm một phần nữa, là bây giờ lại có thêm cái dịp là ngày trăng tròn tháng 5. Đó là cái ngày mà các cái tổ chức trực thuộc Liên Hiệp Quốc được nghỉ lễ, không có đi làm, và có thể tổ chức những cái buổi lễ. Bây giờ có một cái sự kiện khác cũng đáng nên biết,
Bây giờ mình đã biết được là cái ngày Quê Sắc là cái ngày rằm tháng tư. Rằm tháng tư này thì được đa số thống nhất. Rồi mình biết được cái ngày Quê Sắc của Liên Hiệp Quốc, tức là ngày trăng tròn tháng 5 dương lịch. Bây giờ qua tới Nhật Bản. Nhật Bản thì họ quyết định là lấy cái ngày Phật Đản là ngày 8 tháng 4 của dương lịch. 8 tháng 4 của dương lịch. Họ không có theo âm lịch nữa. Tại sao? Là bởi vì trong hơn 100 năm trước, trong cái thời gần 200 năm trước, trong cái thời Minh Trị Thiên Hoàng, đời vua Minh Trị, đại hoàng đế Minh Trị ở bên Nhật, thì họ có cái phong trào canh tân, duy tân, canh tân đất nước. Thì trong cái phong trào, trong cái những cái việc mà họ canh tân đó, thì họ quyết định là bỏ âm lịch. Người Nhật quyết định là không có theo âm lịch nữa, mà chỉ hoàn toàn đi theo dương lịch thôi, theo lịch của Tây thôi, của Tây, của Tây phương. Và những cái ngày lễ truyền thống của Nhật đó đều chuyển sang Tây phương hết rồi, nhất định là để cố định luôn. Thành thử ra truyền thống của Nhật ở lúc đó đó, thứ nhất lúc đó là mùng 8 tháng 4, như chúng ta vẫn biết bây giờ, mùng 8 tháng 4, nhưng mà âm lịch, mà khi bây giờ họ chuyển sang dương lịch đó, thì họ nói tính cho nó dễ, mùng 8 tháng 4 dương lịch luôn. Có chỗ này chị Nguyên Tuệ hiểu không? Tức là đầu năm của họ là bây giờ, đầu năm của họ là âm lịch, thì bây giờ họ chuyển đầu năm này qua dương lịch, là một tháng giêng dương lịch. Thì bây giờ mùng 8 tháng 4 âm lịch, bây giờ họ chuyển sang mùng 8 tháng 4 dương lịch luôn. Ấn định như vậy là coi như không thay đổi nè. Ra đặc biệt là ở Nhật Bản là năm nào họ cũng lấy ngày mùng 8, ngày 8 Tây, 8 Tây tháng 4 dương lịch là ngày Phật Đản. Đó là lý do tính pháp có nắm được chỗ này chứ ha. Nên là mình hiểu. Mình hiểu như vậy để mình thông cảm thôi chứ không có gì. Để rồi bây giờ để tóm lại đó, thì đa phần đều lấy ngày rằm tháng 4 âm lịch là cái ngày Phật Đản. Còn cái ngày Bát Niết Bàn và Thành Đạo thì tùy theo truyền thống. Truyền thống Nam Tông cũng như truyền thống của Tây Tạng thì lấy ba ngày đó chung một dịp. Còn cái truyền thống Bắc Tông của Trung Hoa, của Hồng Kông, Đài Loan, Việt Nam và Hàn Quốc thì coi như ba dịp khác nhau. Mà do cái sự kiện là có lẽ ngày xưa, có lẽ thôi, chúng tôi đoán như vậy thôi, chứ không dám chắc chắn. Có lẽ là các ngày tính từ chuyển từ cái lịch Ấn Độ sang lịch Trung Quốc thì theo thời gian là các ngày tính sai thôi, chứ không có gì. Ba cái dịp khác nhau. Và thứ ba nữa là truyền thống của bây giờ chúng ta có cái ngày quan trọng hơn là để mà hòa đồng thế giới thì đó là cái ngày Phật Đản của Liên Hiệp Quốc, ngày Quê Sắc của Liên Hiệp Quốc. Cái ngày Quê Sắc của Liên Hiệp Quốc thì được tổ chức vào ngày trăng tròn tháng 5 dương lịch. Thì đa số trong lịch thì có thể là trùng với lại cái ngày rằm tháng 4 của mình. Mà cũng có thể có năm cũng hơi khác. Mình phải thông cảm với chỗ này ha. Nhưng mà họ để họ làm việc với nhau, thống nhất lại thì là họ lấy tháng 5 dương lịch là cái ngày trăng tròn, đó là cái ngày UN Vesak. Và Nhật Bản thì lúc nào cũng lấy 8 tháng 4 dương lịch. Đó là cái lý do là ngày xưa từ đời Minh Trị Thiên Hoàng được chuyển từ âm lịch sang, tất cả đều ra sang dương lịch hết. Thành ra có Nhật Bản thì có nó đi hơi khác một chút so với những cái quốc gia khác. Đó là những cái điệp mà chúng tôi muốn trình bày như vậy để mình hiểu, mình thông cảm với nhau. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, mình thấy rằng nó cũng, chẳng hạn như bên Thiên Chúa Giáo cũng vậy, cũng có hai cái truyền thống lớn. Đó là thứ nhất, đa số là truyền thống của đạo Công giáo La Mã và Tin Lành thì họ lấy ngày 25 tháng 12. Nhưng mà truyền thống của gọi là chính thống giáo Orthodox Church thì họ có một cái điệp dịp khác, chứ cũng không phải thống nhất Giáng sinh với nhau. Mình thấy đó cũng là một cái tương đối thôi. Nên nói là mình hiểu là cái giao ước với nhau thôi, theo cái truyền thống. Bây giờ thì chúng tôi cũng tóm tắt như vậy. Và đặc biệt năm nay, năm nào thì chúng tôi cũng tới chùa để dự lễ Phật Đản hết, lễ Quê Sắc, ở chùa cả ngày, từ sáng sớm cho tới tối.
giữ tám giới. Nhưng mà năm nay là bị vấn đề corona, virus corona, không có không được phép tập hợp với nhau được. Các chùa cũng như nhà thờ đều đóng cửa hết, chứ không có nhận tín đồ tới. Là phải tất cả đều phải cử hành online hết, hệ thống qua mạng hết. Thì đặc biệt năm nay là được tổ chức vào ngày hôm qua, ngày Chủ nhật. Buổi sáng sớm thì có ngài Ajahn Brahm từ trên tu viện có xuống chùa dưới này, ở trung tâm thành phố. Thì cũng có thâu hình trực tiếp thôi, chứ cũng không có Phật tử tới, cái chùa khóa cửa. Thì ngài ở trong ngồi ở trong chánh điện, thì có người họ tới một hai người trong cái ban quản lý họ thu hình, rồi phát trực tiếp ở trên YouTube. Buổi sáng thì có ngài truyền giới, tam quy ngũ giới, rồi có một bài nói chuyện ngắn, có một thời thiền, rồi một cái thời chúc phúc, tụng kinh. Rồi buổi trưa thì có ni sư Hasapanna từ ni viện xuống, và ni sư và ngài Ajahn Brahm cũng có những cái thời những khóa lễ, cũng có truyền tam quy ngũ giới, và đặc biệt là ngài truyền qua online để cho những tân Phật tử, những vị Phật tử thuộc những cái tôn giáo khác, bây giờ họ muốn chuyển thành Phật tử thì họ xin họ tam quy và nhận ngũ giới. Thay vì truyền mặt đối mặt như những cái năm trước thì bây giờ phải truyền online. Năm nay cũng khoảng hơn 80 Phật tử trên nhiều nước danh thế giới ghi danh để mà xin thọ giới thành Phật tử, chính thức thành Phật tử. Thì cũng là một cái hình thức uyển chuyển thôi. Mình có thấy cái, tất cả quan trọng là do cái tâm của mình thôi. Đó thì cũng xin tóm tắt là như vậy. Đó là chúng tôi xin nhân cái ngày lễ ngày hôm nay thì chúng tôi xin trình bày sơ lược về những ý nghĩa của ngày lễ Tam Hợp, ngày lễ Quê Sắc. Hay là trong truyền thống Bắc Tông thì là ngày Phật Đản, ngày Đản Sinh, và một vài cái điểm về cái ấn định cái ngày, tại sao có những cái ngày khác nhau như vậy. Mình hiểu để mình thông cảm với nhau giữa Phật tử ở trên thế giới, đều hướng về cái dịp quan trọng này. Bây giờ thì chúng tôi xin đi vào cái đề tài của buổi nói chuyện ngày hôm nay. Đó là nói về cái chương 5 của cuốn sách Bậc Tỉnh Thức trước bệnh tật và cái chết. Thì ngày hôm nay trong cái chương 5 là chương nói về cái tiềm năng chữa bệnh của các giác chi. Chúng ta biết nếu một số Phật tử theo truyền thống Nam truyền thì có lẽ cũng quen thuộc là thường thường mình thỉnh các chư tăng đến để tụng kinh cầu an, thì chư tăng có một loạt những cái bài kinh Paritta, trong đó có bài kinh về thất giác chi, lúc nào cũng có, bất cứ trong quốc gia nào, ở Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Sri Lanka hay là Miến Điện gì các ngài cũng có một cái bài kinh về thất giác chi. Đó là dựa theo cái câu chuyện là Đức Phật khi mà ngài bị bệnh nặng thì chư tăng đến thăm, trong đó có ngài Ananda tới thăm, thì Đức Phật bảo ngài Ananda đọc lại về bảy cái chi phần đưa đến giác ngộ. Thì sau khi Đức Phật nghe, Đức Phật hoan hỷ và ngài hết bệnh. Và cái chuyện đó cũng lặp lại với ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên cũng bệnh nặng là đến chư tăng đến thăm, rồi ngài Ananda cũng đọc lên, nhắc nhở là thất giác chi là ngài hết bệnh, ngài nghe xong ngài hoan hỷ, ngài hết bệnh. Thành thử ra về sau này thì đã có cái lòng tin đó, là nếu mà ai bị bệnh và nghe người khác, nhất là chư tăng nhắc nhở lại những cái quan trọng của bảy cái chi phần đưa đến giác ngộ, thì sẽ giúp cho cái người đó, tâm cái người đó nhiếp lại hoan hỷ, và giúp cho cái nó có thể được hết bệnh, khỏi bệnh. Đó là cái bài kinh thất giác chi, đó là cái tại sao chư tăng đưa vào ở trong cái loạt bài kinh cầu an, kinh Paritta. Và bởi cái trong cái chương 5 này, ngài Analayo ngài trình bày về cái tiềm năng chữa bệnh, và đồng thời ngài trích ra những cái bài, một cái bài kinh đặc biệt ở trong cái nguồn kinh điển của Hán, của Tây Tạng. Những cái chương trước thì ngài trích những bài kinh trong Hán Tạng, trong cái tạng A Hàm, bộ A Hàm. Nhưng mà
đặc biệt là lần này thì Ngài trích ra trong bộ kinh, trong kinh của Phật giáo Tây Tạng. Và cái bài kinh này là một trong những cái bài kinh mà ngày xưa theo cái sự nghiên cứu của các nhà học giả thì có lẽ là do phái đoàn Sri Lanka, phái đoàn Hoằng Pháp của chư tăng Sri Lanka đi từ đi ngược lại từ Sri Lanka và Ấn Độ, rồi từ Ấn Độ mới đi lên miền Bắc, đi vào Tây Tạng và truyền đọc lại và cũng như là để lại những cái bài kinh mà họ lưu giữ cho tới bây giờ. Đây là một trong những cái bài kinh đó, là bài kinh về Thất Giác Chi. Ra mình thấy hòa đồng ở đây. Trong cái không phải chỉ kinh điển mà chúng ta trong cái nguồn Nikaya là nguồn chúng ta quen thuộc, nhưng mà trong cái hệ thống kinh điển của Hán Tạng của Trung Quốc cũng có những cái bộ kinh, những cái bài kinh tương đương mà ngày xưa chư tăng hoặc là từ ở Ấn Độ đi sang Hoằng Pháp ở Trung Quốc, hoặc là những cái chư tăng ở Trung Quốc đi qua Ấn Độ thỉnh kinh đem về dịch ra tiếng Hán và lưu lại bây giờ. Đó là cái bộ A Hàm đầy đủ, tương đối nhiều, rất nhiều, và có thể bây giờ người ta so sánh những có những cái bài kinh tương đương với nhau với bộ Nikaya. Và nhưng mà đồng thời ở trong cái nguồn kinh điển của Phật giáo Tây Tạng cũng có những cái bài kinh, những có những bộ luật, những có bài luận mà có lẽ cũng bắt nguồn từ những bộ phái ở Ấn Độ và rất là gần, hay là cũng đồng, hay là cũng tương đương với những cái tư liệu khác ở trong cái nguồn kinh điển của Pali nữa. Đó, mình ở đây mình, nếu mình tìm ra được những cái những điểm đó thì mình thấy có những cái căn bản chung. Và chúng tôi cũng tiện ở đây thì cũng mời các chị vào cái hình này mà chúng tôi mới vừa soạn. Chúng tôi soạn ra đã lâu rồi, bây giờ phải làm lại cho nó rõ ràng hơn một chút. Đó, các chị đi vào đây. Không biết có vào được chưa? Ai vào được thì xin cho cái tín hiệu. Cái hình này thì chúng tôi dựa vào cái căn bản chung là bây giờ, tại vì cái bộ mà kinh điển mà đồ sộ nhất, đầy đủ nhất, nhiều nhất là bộ kinh điển của Hán Tạng. Về sau được truyền qua bên Cao Ly, bên Đại Hàn, rồi khắc xuống bản gỗ, rồi qua nhiều cái thời gian chiến tranh thì ra những cái bộ kinh ở bên Trung Quốc tương đối không có đầy đủ nữa, bị mất đi. Nhưng mà cái bộ kinh mà tương đối đầy đủ nhất là cái bộ kinh điển, hệ thống kinh điển ở Cao Ly, tức là ở Đại Hàn, mà cái gốc đó là từ bên Trung Hoa đem qua. Ra sau này đó thì các nhà nghiên cứu Phật điển đầu tiên là của những cái người Phật tử ở Đài Loan, họ mới dựa theo cái bộ kinh này, họ số hóa ra thành ra cái bộ Sipita, và ngày nay được coi như là cái bộ kinh căn bản được dùng bởi các nhà học giả cũng như chư tăng của Bắc Tông theo cái truyền thống Trung Quốc bằng chữ Hán. Và đầu tiên thì là được Nhật Bản họ sắp xếp lại cho có hệ thống khoảng giữa thập niên 30, bây giờ nhìn lại thì cũng gần trăm năm trước rồi. Và họ gọi ra Đại Chính Tân Tu, Đại Tạng Đại Chính, tức là cái triều vua Đại Chính ở bên Nhật Bản. Tân Tu tức là làm lại mới, tức là thu xếp lại, sắp xếp lại. Thì có 25 bộ. Trong đó thì chúng ta nhìn, các chị nhìn vào đây thì có bốn cái bộ cuối cùng á, mà chúng tôi sơn màu xanh, bộ ngoại giáo, mục lục cổ vật di tự, tức là những cái tài liệu kinh điển mà do chư tăng Nhật Bản trước tác thêm vào đó. Thành ra khi mà người Trung Quốc, Đài Loan, nhất là Đài Loan họ dùng lại bộ này thì họ không có dùng từ cái bộ từ 22 tới 25 mà họ chỉ nhận từ số 1 cho tới 21 thôi. Và trong những cái bộ này thì gồm có cả kinh điển Đại Thừa lẫn kinh điển Nguyên Thủy, nhiều lắm. Tương đương với lại cái bộ Đại Tạng Pali, tức là kinh điển Nguyên Thủy, thì chúng ta có cái tạng kinh của Pali thì có tương đương với bộ A Hàm và bộ Bản Duyên. Trong bộ Bản Duyên thì có kinh Pháp Cú, cái này kia chúng tôi có trình bày trong Facebook gần đây. Người ta coi có những cái bài kinh trong bộ A Hàm và bộ Bản Duyên là xem ra coi như là tương đương với những cái bộ phái trong thời kỳ Nguyên Thủy, và có cái tạng kinh của bên Pali. Và ở trong cái Đại Chính Tân Tu này cũng có những cái bộ luật khác nhau, tùy theo những cái truyền thống khác nhau. Trong đó thì có những cái bộ luật rất là tương đồng với lại cái bộ luật của bên Pali. Và
về vi diệu pháp hay là A Tỳ Đàm thì ở trong cái bộ đại chính là có cái bộ Tỳ Đàm của những cái bộ phái, không có hẳn là giống hay là tương đương với lại cái bộ tạng vi diệu pháp hay là cái tạng thắng pháp của Pali, nhưng mà cũng có những cái phân loại như vậy, tâm tâm vương, tâm sở, lộ trình tâm, vân vân. Mặc dù cái phân loại đó không có giống hoàn toàn, nhưng ít ra nó cũng có những cái điểm tương đồng, những cái điểm chung. Mà những cái vị nào mà thích nghiên cứu về A Tỳ Đàm hay là về vi diệu pháp thì có thể xem. Và đặc biệt hơn nữa, có lẽ cái điều này ít có ai biết, là 21 cái bộ đó, tức là trong giờ từ số 1 tới số 21 đã được dịch ra tiếng Việt do Ngài Hòa Thượng Tịnh Hạnh đứng ra chủ biên, chủ xướng và dịch khoảng 20 năm. Và được in ra và có phổ biến ở trên mạng. Cái phẩm chất dịch như thế nào thì chúng tôi không dám bình luận, bởi vì chúng tôi không phải là học giả mà cũng không có rành tiếng Hán. Nhưng mà mình mừng, mình biết ít ra cũng có cái bản tiếng Việt để là mình đọc, bởi vì chúng tôi chỉ rành tiếng Việt thôi. Tiếng Hán với tiếng Pali thì chỉ biết sơ sơ thôi, chỉ biết tra từ điển thôi, chứ cũng không có giỏi lắm. Nếu mà tìm hiểu, thắc mắc về những cái thuật ngữ nào thì chúng tôi biết cách tra từ điển để hiểu vậy thôi. Chứ còn không có giỏi, thành ra không có dám đánh giá phê bình gì về cái phẩm chất dịch thuật. Nhưng mà mình mừng, mình hoan hỷ, mình tán thán. Tức là xem như là 21 cái bộ trong cái đại chính Tân Tu từ số 1 cho tới 21 được dịch ra tiếng Việt phổ biến, gọi là Linh Sơn, Đại Tạng Kinh Linh Sơn, tức là Hội Phật Giáo Linh Sơn của Ngài Hòa Thượng Tịnh Hạnh. Ngài về Việt Nam rồi Ngài đứng ra tổ chức, có nhiều cái nhóm khác nhau dịch, thì chúng tôi đọc những cái bài phê bình thì cũng có người khen, có người chê, nhưng mà cái chuyện đó là mình không biết được, mình không có cái khả năng đó, mình chỉ ghi nhận như vậy thôi. Nhưng mà mình hỷ và tán thán. Đối với các anh chị nào, chẳng hạn như bản thân chúng tôi thì quen thuộc với kinh điển Pali đó, thì chúng tôi dùng cái bộ A Hàm, bộ Bản Duyên, bộ Luật và bộ Tỳ Đàm, như trong cái biểu đồ này, thì chúng tôi dùng những cái bản dịch đó của Linh Sơn để mình đọc thêm, để mình so sánh đối chiếu. Do đó là cái điều mà chúng ta thấy một cái công phu, một cái công lao rất lớn. Ngay cả chính người Tàu họ cũng không có đọc nữa, bởi vì những cái bộ này là viết bằng cái chữ Hán cổ. Thành ra những cái người trẻ mới, những người chẳng hạn người Đài Loan hay là Hồng Kông cũng chưa chắc gì họ đọc mà hiểu được. Chúng tôi có thử nói chuyện với một số Phật tử trẻ ở đây thì thấy là họ không có đọc, họ cũng không có hiểu được. Mà mình bây giờ thì mình lại có cái may mắn là được quý Ngài Hòa Thượng, những cái vị chư tăng ở trong truyền thống Bắc Tông nó dịch ra tiếng Việt cho mình rồi, tiếng Việt hiện đại rồi. Nên là mình, nó là cái kho tàng quý báu, mình phải trân trọng. Có những cái mình không hiểu hoặc chưa sử dụng được, nhưng mà cũng có những cái bộ kinh mà mình có thể đem ra mình đọc rồi, để mà so sánh đối chiếu. Và riêng về Phật giáo Tây Tạng cũng vậy. Phật giáo Tây Tạng thì họ trong cái tiến trình phát triển Phật giáo ở Tây Tạng thì họ nhận được hai cái nguồn ảnh hưởng khác nhau. Thứ nhất là từ Ấn Độ, và cũng như chúng tôi nói hồi nãy là từ Sri Lanka truyền lên. Thứ hai là từ ở bên Trung Quốc truyền vào. Họ nhận được hai cái nguồn đó. Thành thử trong cái kho tàng của kinh điển Tây Tạng cũng có những cái bộ kinh tương đương mà chúng tôi có ghi ra ở trong tương đương cả Nam Tông và Bắc Tông này. Và mặc dầu là Tây Tạng là họ chuyên về Mật Tông nhiều hơn, nhưng mà họ cũng có những cái bộ kinh ở trong A Hàm, Bản Duyên, đó là bên Nguyên Thủy hay là bên Nam Truyền. Rồi họ cũng có những cái bộ kinh của Bắc Truyền, những cái bộ Hoa Nghiêm, những bộ Bảo Tích. Và họ cũng có chung những cái bộ Tỳ Đàm, những bộ Luận và những cái bộ Luật. Đây là chúng tôi chỉ đọc biết sơ sơ như vậy, chứ chúng tôi không có rành lắm về cái kinh điển Tây Tạng. Mà chúng tôi chỉ biết nhiều về Đại Tạng Kinh Pali và một số kinh điển ở trong cái kho tàng Phật giáo Trung Quốc, tức là trong bộ Đại Chính Tân Tu thôi. Chứ còn trong Phật giáo kho tàng của Tây Tạng thì mình chỉ ghi nhận qua những cái thông tin ở trên Internet thôi, chứ mình cũng chưa có dịp để mà nghiên cứu, mà chắc có lẽ cũng không có thời giờ để mà nghiên cứu nữa. Chỉ bỏ thời giờ ra để mà đọc
để hiểu, tìm hiểu tạng kinh của Pali, rồi so sánh đối chiếu với lại tạng A Hàm của Đại Chính Tân Tu, là thấy là cũng cả một đời rồi. Chúng tôi không có cái ước vọng hay tham vọng để mà nghiên cứu thêm, chỉ biết sơ sơ như vậy để mình có một cái nhìn tổng quát, có nhìn thông cảm và hòa đồng thôi. Thì các anh chị có nắm được chỗ này chưa? Bây giờ chúng tôi xin trở lại cái bài nói chuyện ngày hôm nay, thì mời các anh chị đi vào trong cái giảng bài của cuốn sách. Thì trong cuốn sách Tỉnh thức đối diện với bệnh tật và cái chết thì gồm có 24 chương. Thì ngài Analayo chia ra làm hai phần. Chương 12 chương đầu thì nói về làm sao chúng ta đối diện, những lời khuyên của Đức Phật để chúng ta đối diện với cái bệnh. Ai cũng bệnh. Thành thử ra cái chúng tôi nghĩ là cái 12 chương đầu quan trọng. Rồi 12 chương tới kế, từ chương 13 tới 24 là nói làm sao chúng ta đối diện với cái chết. Mà thật sự ra mình cũng cần phải biết. Biết để mình khuyên, có những người thân ở trong gia đình, người lớn tuổi, người bị bệnh cũng sắp sửa qua đời rồi, mình có những cái lời khuyên như thế nào. Mà thật sự đó cũng áp dụng cho mình đó. Chẳng hạn như bản thân chúng tôi cũng gần 70 rồi. Gần đây thấy có một chị bạn cùng một tuổi mới vừa chết. Bây giờ chắc có lẽ cũng còn cái xác cũng còn nằm ở nhà. Sáng nay thì nhà quà mới tới đem đi. Thì hôm thứ bảy, sáng thứ bảy chúng tôi có đến thăm chia buồn, rồi vào trong phòng ngủ của chị thì chị con vẫn để chị nằm ở đó, nằm như là nằm ngủ đấy, nhắm mắt. Chị là một tuổi với mình, mà mình quen biết với chị là từ khi mình mới bắt đầu qua bên định cư bên Perth, tức là cũng khoảng hơn 40 năm trước rồi, biết cả gia đình 40 năm rồi. Thì mình thấy đó, cùng một tuổi như vậy, có thể ra đi, chị ra đi rồi thì mình cũng có thể ra đi bất cứ lúc nào, chứ không phải mình nghĩ là mình sống hoài được không. Ngay chính Đức Phật 80 tuổi là Ngài cũng không còn trụ thế nữa. Mình thấy rõ ràng như vậy. Và chúng tôi cũng có cái nhìn tương đối là chúng tôi không có tính sống lâu đâu. Chúng tôi nghĩ có lẽ cũng không có hơn Đức Phật. Không dám. Chắc có lẽ chúng tới 80 rồi cũng đi thôi. Mà cũng có thể đi bất cứ lúc nào. Ngày mai, ngày mốt, tháng tới, năm tới, mình không biết được. Bởi vì ba chúng tôi khi mà còn sống, ông từng hay nói là bây giờ mình lớn tuổi rồi, mình giống như cái xe hơi, cái xe ô tô cũ, có thể bị chết máy bất cứ lúc nào. Mặc dù là mình cũng ráng bảo trì nó, rồi này nó đem tới thợ chăm sóc cái xe, nhưng mà cái xe nó cũ rồi thì nó có thể nằm đường bất cứ lúc nào thôi. Cái chuyện đó là cái chuyện xảy ra rất là thường xuyên. Và gần đây, trong những năm gần đây thì chúng tôi đi đám tang nhiều hơn là đám cưới. Mấy đứa con của mấy người bạn rồi tụi nó lớn hết rồi, nó có gia đình hết rồi. Rồi mình không có dịp được mời đi ăn đám cưới nữa. Nhưng mà bạn bè của mình thì cứ rơi rụng từ từ. Cỡ tuổi, nhất là cái người Việt Nam của mình thì thường thường 65 trở lên là bắt đầu có tuổi thọ hết rồi. Bởi vì do cái điều kiện dinh dưỡng, điều kiện cái môi trường sinh sống là này kia. Không có sống lâu. Nhiều khi mình nhìn một hai người sống lâu thì mình cho rằng mình nghĩ là mình cũng sống lâu như vậy. Nhưng mà mình phải thực tế nhìn lại cuộc đời của mình, khi từ nhỏ qua những giai đoạn ăn uống thiếu thốn, những giai đoạn chiến tranh rồi này kia, rồi bây giờ cái môi trường này nọ, thì mình thấy không có tuổi thọ không có cao. Ngay cả người Úc thì cái tuổi thọ cũng bảy mấy thôi. Chúng tôi là nói trung bình. Thành ra cũng mình nhiều khi mình nhìn tới những cái trường hợp đặc biệt, những người sống lâu cả trăm tuổi này nọ vẫn còn khỏe mạnh này kia, nhưng mà mình nếu mà mình phải thực tế, mình nhìn cái trung bình mình thấy là rơi rụng hết trên. Bởi vì do lý do đó mà tại sao bây giờ quốc gia chẳng hạn tùy nơi, Việt Nam thì có lẽ 60, bên Úc thì 65 tới 67 là họ cho về hưu rồi, cho nghỉ hưu đó, bởi vì không có là còn làm việc nữa, không đủ sức khỏe để làm việc nữa. Mình thấy như vậy. Ra mình phải nghĩ, không phải là chỉ là đợi tới chừng già nằm bệnh viện rồi mới bắt đầu mình nghĩ tới cái chết. Nhưng mà mình phải sửa soạn ngay từ bây giờ, ngay khi mình còn sống mạnh. Nói ra những cái chương ở trong cuốn sách này cũng rất là quan trọng để mình suy tư. Và chẳng hạn như đi cái bữa thứ bảy đi tới gặp đó, thì đứa con gái nó có nói, cái cô đó nó bằng tuổi con gái chúng tôi, nó dễ thương, nó đi từ mẹ nó dẫn nó đi chùa từ hồi nhỏ,
Thì nó nói khoảng tuần lễ trước khi mất thì chị nằm mơ, chị thấy, không phải nắm biết nằm mơ hay là chỉ nhắm mắt là thấy được không, bốn người đến đến gõ cửa xong đi vào trong phòng, mà chị không có nói rõ là mặt mày như thế nào, nhưng mà chị biết, bởi vì chị là một người Phật tử thuần thành, chúng tôi biết chị là sau này là chị đi chùa thường xuyên, tham dự những khóa thiền và có khi ở luôn ở trên chùa, ở bên Thái Lan, chị về Thái Lan ở tại chùa, tu ở trong chùa. Tới tới khi sau này mới trở lại Perth, bởi vì sức khỏe không còn, về về đây để mà được con cái chăm sóc cho sức khỏe. Thì chị biết cũng gần hết rồi, rồi một cái người bạn đồng tu của chị mà chị rất là kính trọng, một anh ông đó là chúng tôi cũng biết ông đó, bây giờ ông cũng lớn tuổi rồi, ở bên cũng có uy tín đó, ở bên Bangkok. Có nghe tin vậy mới nghe chị mới tâm sự như vậy, thì ông mới điện thoại và ông khuyên là nên niệm Phật đi. Niệm Phật ở đây theo cái truyền thống Nam Tông là mình niệm Buddha, 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 tức là Buddha, là Buddha đó, tức là Phật Đà, Buddha. Sau này thì thầy Nhất Hạnh có dịch ra thì Bụt, một số đại tử mà thầy Nhất Hạnh hay gọi là Bụt, gọi Đức Phật là Bụt, là Buddha, tức là niệm Phật, Phật Đà, Phật Đà, mình tưởng nó Đức Phật. Và chị nghe lại như vậy, là sau những cái ngày cuối cùng, mấy ngày cuối là lúc nào chị cũng niệm Phật như vậy, niệm cho tới chết luôn. Rồi mình thấy nó quan trọng ở chỗ đó. Cái vì trong cái những cuốn sách Cẩm Nang Hành Thiền cũng như bài kinh Đức Phật có nói là chỉ cần niệm Phật thôi. Lúc đó mình còn làm được gì nữa, mình đọc sách đâu có được, đâu có ngồi thiền đâu được. Mình theo dõi hơi thở niệm Phật thôi. Lúc đó mình chỉ còn được làm như đó thôi. Thành ra mình phải tập từ bây giờ cho quen, chứ không phải đợi lúc đó mới làm thì làm không có kịp nữa. Thành ra mình không phải là bi quan, không phải là bi quan, nhưng mà mình tập, đó là có lợi cho mình, đó cái lợi thực tế, cho mình. Mình tập, cho nó cái tâm bình thản và có cái lòng tin hướng về Đức Phật. Ra khi mà mình chết, cái giờ phút đó mình chết, thanh thản, rồi mình tái sinh để mình tiếp tục đi cái con đường của mình. Ai cũng nghĩ là tu tới tới nóng nảy tới vào tới đạo Phật xong đi thành thiền được mấy khóa, nghe được mấy khóa giảng là cái muốn muốn thành tiên thành Phật liền có được. Nhiều người chủ quan, tới chúng tôi thì thực tế nghĩ là cái mình đã tạo nghiệp nhiều rồi thì có lẽ cũng phải tái sinh nhiều lần nữa. Bây giờ làm sao là mình đi đúng con đường và làm sao mình sửa soạn để mình, nếu mình có chết bất tử, bất đắc kỳ tử, thì mình vẫn tiếp tục tái sinh để đi tiếp tục cái con đường đó. Đó là cái nhìn thực tế chúng tôi nghĩ như vậy. Còn nhiều kiếp nữa chứ không phải chỉ một kiếp là xong đâu. Mình phải có cái nhìn thực tế như vậy để mình không có thất vọng. Nhiều khi mình chủ quan đó, mình tưởng là mình ngon lành, mà thật sự là phải coi chuyện ở chỗ đó. Nhiều người đến với đạo Phật mà chúng tôi thấy có vẻ nóng nảy, có vẻ chủ quan. Thì đó là cái nhìn riêng của cá nhân thôi, xin chia sẻ như vậy. Bây giờ xin trở lại cái đề tài của ngày hôm nay, là chương 5, nói về cái tiềm năng chữa bệnh của các chi phần giác ngộ. Và trong cái chương này có những cái bài kinh mà Ngài Analayo khuyên chúng ta nên tìm hiểu, tức là nói về năm triền cái, làm sao chúng ta đối trị, rồi nói về bảy chi phần giác ngộ và cái cách tu dưỡng, làm sao chúng ta phát triển được những cái chi phần này như thế nào. Không phải là tự nhiên chúng ta có được liền bảy cái chi phần đó. Chúng ta phải tập, phải biết, rồi phải áp dụng, rồi phải tập từ từ, chứ không có làm cái rẹt mà xong được. Chúng ta hay nói cái đùa ở chỗ đó, không có cái làm cái rẹt được, phải làm từ từ. Mình nhiều khi mình nói cho nó sướng miệng thôi, mình có cảm thác vô qua cái nói của mình, mình có tưởng là mình ngon lành, mà nhiều khi mình phải áp dụng thực tế thì mới biết nó khó khăn đến mức nào, và mình phải có cái kiên nhẫn. Thì đó là cái phần mà chúng tôi muốn nói, đây là cái phần thứ năm. Bây giờ mời các anh chị qua cái biểu đồ mới, nói về năm cái triền cái nó như thế nào. Triền cái là gì? Triền cái tức là cái sự ngăn che, nó ngăn che cái tâm mình, không có cho cái tâm mình nó an định được, ngăn che cái sự hiểu biết, cái sự soi thấy rõ, soi sáng của mình về tất cả mọi pháp, thì gọi là triền cái thôi. Thì đó có năm cái là tham dục, sân hận, hôn trầm, thủy miên, trạo hối và nghi ngờ. Đó, các anh chị phải phải làm quen. Nếu người nào đã chưa biết thì nên là biết, là biết rồi thì có dịp mình ôn lại. Khi mình tu ở trong đạo Phật thì lúc nào mình phải nhớ có năm cái điều ngăn che cái tâm mình, nó làm cho cái tâm mình bị lu mờ, không thấy rõ. Đó là tham dục,
mình ham muốn cái này, ham muốn cái kia, nó làm cho nó giống như là Đức Phật nói, cái nước, cái tâm mình nó trong vậy, nhưng mà bây giờ có cái thuốc dụ mới vào trong đó. Hoặc là một cái bài kinh khác đó là bị nợ. Bị nợ là lúc nào mình cũng lo sợ. Mình bị tham cái ham muốn nó ám ảnh. Không, cái tâm mình nó không có bình tĩnh được. Đó là một chuyện. Cái điều thứ hai là tâm sân. Nó giống như là cái nước đun sôi, nóng nảy. Mình nổi nóng, mình giận, mình giận, hờn này kia. Nhiều khi mình thấy mình không có nóng, nhưng mà mình mỉa mai. Đó cũng là hình thức sân. Mình hay nói mỉa mai, hay nói trêu chọc cái này kia. Đó, phải coi chừng ở chỗ đó. Nó cũng là một cái dạng tâm sân. Giống như là cái người bị bệnh. Thứ ba nữa là mình cảm thấy nó buồn ngủ, lờ đờ, không thấy cái chuyện rõ ràng, gọi là hôn trầm thủy miên. Cũng như cái nước mà có rong rêu ở trong đó, Đức Phật nói, hoặc là một cái người bị giam hãm, không thấy rõ, không thấy mặt trời. Nhiều khi mình có cái chuyện xảy ra mà mình không biết nó là cái gì. Rồi cái điều thứ tư đó là trạo hối. Trạo hối tức là nó làm cho mình bồn chồn, khó chịu này nọ. Nhất là mình lo lắng đủ thứ chuyện. Hoặc là mình làm với cái gì sai trái rồi mình cảm thấy hối hận. Mình nghĩ lại là mình cảm thấy có mặt cảm phạm tội này kia. Hoặc mình lỡ làm cái gì điều gì đó mà nó đụng chạm người này người kia, hoặc là làm không đúng, rồi mình nghĩ lại mình thấy mình hối hận. Nó là cái tâm mình không có yên, hoặc là mình lo không biết cái chuyện này xảy ra như thế nào, chuyện kia xảy ra như thế nào, lúc nào cũng lo lắng hết. Cũng giống như nước bị gió khuấy động, hoặc là một cái người bị bắt làm nô lệ. Đó. Và cái tâm cuối cùng đó là cái tâm nghi. Mình nghi, mình không biết con đường mình đi có đúng hay không, làm như vậy được hay không, không biết Phật có hay không, pháp của Ngài giảng có đúng hay không, và những cái người theo cái Ngài chư tăng nó họ có thành đạo được hay không, mình nghi ngờ đủ thứ chuyện đó. Mình nhất là bây giờ là hệ thống truyền thông đủ thứ chuyện ở trong đó, mình tin chỗ này tin chỗ kia, nhất là trên Facebook hay là ở trong Twitter hay là mình vào Internet, là mình thấy cả một cái kho tàng thông tin đủ loại. Trong đó tin thật cũng có, tin giả cũng có, tin người ta dựng lên cũng có, đủ thứ chuyện. Là mình nghi đủ thứ chuyện rồi mình không có chịu làm gì hết. Cái tâm mình nó giống là nó gốc nó làm biến, nó giải đãi rồi bây giờ mình thêm cái này nữa. Mình thêm cái này, nó mình nghi cái này, nghi cái kia, nó càng làm cho mình thêm trở thành thụ động, không có chịu làm gì hết. Mình không thấy rõ vấn đề. Đó là năm cái truyền cái hay là năm cái điều ngăn che mình cần phải biết. Mình biết là mình tìm cách mình ngăn chặn, hay là mình cách hay giảm thiểu, hay là mình tìm cách mình kiểm soát là sao. Nhưng ít ra mình phải biết tham dục, sân hận, hôn trầm, thủy miên, trạo hối và nghi ngờ. Rồi bây giờ mời các anh chị qua cái hình tiếp nữa là nói về thất giác chi. Thất giác chi là gì? Là có mình có niệm trạch pháp, hai tinh tấn, hỷ, khinh an, định và xả, bảy cái điều đó đưa đến giác ngộ. Chúng ta cũng làm quen cái này trước. Và nhân ngày Phật đản thì mình thấy là trong theo truyền thuyết thì Ngài Bồ Tát sau khi đản sinh ra đời thì Ngài bước bảy bước, rồi mới ra một tay chỉ lên trời, một tay chỉ đất, bên thiên hạ, thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn, vân vân. Thì bảy bước đó người ta thường gọi là bảy bước qua sen. Trong kinh, trong chánh kinh thì chỉ nói như vậy thôi, nói là Ngài Bồ Tát bước bảy bước thôi, nhưng không có nói gì thêm, không có giải thích. Rồi về sau này có những bài luận giải hay chú giải mới giải thích ý nghĩa của bảy bước là như thế này thế kia. Nhưng mà cái ý nghĩa phổ thông nhất ở trong luận, trong chú giải của bên Pali ấy, thì nói rằng bảy bước đó là tượng trưng cho bảy cái giác chi, bảy cái chi phần để đưa đến giác ngộ, thất giác chi, bảy bước qua sen. Nên mình biết như vậy, nhưng mà nhớ một điều nữa. Thứ nhất là mình nhớ là bảy bước đó là có ý nghĩa là bảy bước qua sen, đó là thất giác chi. Nhưng mà thứ hai mình cũng cần phải biết nữa, để đừng để tránh cái trường hợp mà quá khích cực đoan, là cái điều giải thích này ghi ở trong chú giải, tức là những cái tài liệu viết ra sau này chứ không thấy ở trong chánh kinh. Có thể có, chúng tôi không biết, bởi vì theo cái hiểu của chúng tôi cho tới giờ phút này là chúng tôi chưa tìm được ở trong chánh kinh, mà chỉ thấy được ở trong chú giải và những cái luận giải về sau thôi, giải thích về ý nghĩa của bảy bước.
Mình hiểu như vậy đây, vậy sao tránh những cái tranh cãi đáng rất là đáng tiếc. Đó là bảy bảy giác chi chi, đó là gì? Là niệm, là trạch pháp, tinh tấn, hỷ, kinh an, định và xả, và mình cần phải phát triển khi để mà tiến tới giác ngộ. Và theo cái nhìn của ngài Analayo đó thì ngài phân chia như thế nào? Cái niệm thì ngài để dân chia là để giúp chúng ta thấy được cái dục tham và cái sân. Rồi cái trạch pháp, cái tinh tấn và cái hỷ là đấu trị cái tâm mình nó lờ đờ, nó không có đủ năng lực. Cái trạng thái tâm của mình như vậy để mà giúp mình đối trị được với cái nghi và cái hôn thủy, hôn trầm thủy miên. Mình phải có cái tinh tấn, cái hỷ, cái vui vẻ đó, mình không còn buồn ngủ nữa. Trạch pháp là mình hiểu rõ vấn đề. Rồi nếu mà cái tâm của mình nó nóng nảy, nó bị kích động quá nhiều năng lực, một cái thái cực khác đó, thì mình dùng cái chi khinh an, định và xả. Mình cảm thấy cái tâm mình nhiếp lại, mình thấy nó nhẹ nhàng, khinh an, và mình không có chạy theo buông xả như vậy. Và cái đó nó giúp cho mình đối trị được là cái chi trạo hôi. Đó là cái nhìn của ngài Analayo và cái phân tích rất là hay. Để mình dùng làm sao mình làm được bảy cái giác chi phát triển đó để mình đối trị với năm triền cái. Bây giờ thì mời các anh chị qua cái hình tiếp. Cái hình tiếp này cũng là một cái hình rất là hay mà chúng tôi tóm tắt lại trong từ một cái cuốn sách khác của ngài Analayo, tức là cái cuốn Con đường thẳng đến giác ngộ. Cái đó là cái cuốn sách đầu tiên nó dựa theo cái luận án tiến sĩ của ngài. Thì muốn có được cái bảy giác chi này thì mình cần phải có những cái yếu tố nào để hỗ trợ để mà phát triển. Thứ nhất, muốn có niệm thì mình phải biết rõ sự tính thức, hiểu biết rõ ràng, và mình phải gần cái người có niệm chứ không có chung với người thất niệm. Mình gần để mình học hỏi với họ, gần đèn thì sáng, và lúc nào mình cứ hướng tâm để mà phát triển, cũng là mình cố gắng để làm sao mình ghi nhớ hoặc là mình nhận thức được, tỉnh thức ghi nhận. Thứ hai, muốn để phát triển cái trạch pháp thì làm sao? Thì trong kinh điển, trong chú giải có nói là mình phải tìm hiểu cái lý thuyết như thế nào. Có điều cũng có vui là nó phải giữ cái thân thể sạch sẽ nữa. Một cái người lúc nào cũng ngăn nắp sạch sẽ những cái đồ xung quanh thì cái người đó tức là cái người có chú ý, có biết phân tích rõ ràng, phải cân bằng ngũ căn, tính tấn niệm định tuệ, và tránh cái người vô trí gần người có trí. Mình phải suy tư và thẩm thấu về cái xâm sâu của pháp và hướng tâm đến đó nè. Tức là lúc nào phải suy nghĩ chứ không có chấp nhận liền những cái gì mà mình muốn thêm kinh điển hoặc là nghe người khác nói này nói kia, là mình phải suy tư, suy nghĩ coi có người đó nói đúng, có logic không, có lý hay không. Thứ nhất. Thứ hai là có dựa theo kinh điển nào hay không, chứ hay là nói từ cái suy diễn riêng của người đó, và dựa theo những cái nguồn kinh nào mà nói có sách bách có chứng. Mình phải theo dõi như vậy. Là chúng tôi hay đặt cái câu là nói có sách bách có chứng là chỗ này, không có nói càng, không có nói suông. Nhất là trong tôn giáo, trong đạo Phật, người ta tới người ta nói dữ lắm mà không thấy hành, bởi vì nói dễ. Mình phải theo dõi, và phải theo dõi những cái tác phong của người đó, những cái gì xảy ra đằng sau cái hậu trường đó. Thật sự họ nói sướng như vậy nhưng mà thực tế họ có làm được hay không, và họ tu tập như thế nào, họ sinh hoạt như thế nào. Không phải là mình soi mói tò mò, nhưng mà mình biết như vậy để mình biết được cái mức độ thực hành của họ như thế nào. Mình phải biết chứ không có tin liền. Nhất là trong bây giờ chúng ta nhiều khi chúng ta lười biếng, chúng ta không có chịu tới gần, chúng ta cứ theo dõi nghe giảng hoặc là đọc sách, rồi nhìn qua những cái mạng ảo để đánh giá người này người kia, chứ mình không có thấy rõ thực tế. Cái điều đó, cái điều mà mình phải cẩn thận ở chỗ đó, đừng có vội tin ngay. Rồi về tinh tấn thì phải làm sao? Là phải suy tưởng hải hùng trong cảnh khổ, mình thấy khổ rồi mình mới tinh tấn, chứ không mình thấy cái nào cũng sướng rồi là mình tự nhiên mình dễ vui. Thấy được lợi ích của tinh tấn, mình suy tưởng về con đường thực hành. Rồi đó là tôn trọng phẩm bạch cúng dường cho mình, tức là dành cho chư tăng, những người tu. Ngày xưa là đi tu, đi khất thực này nọ, chứ không có nấu nướng, không có của cải riêng. Sống là nhờ người ta cúng dường. Thật ra khi mà mình nhận người ta đồ cúng dường là mình phải nhớ, phải biết, trân trọng, phải nhớ như vậy. Người ta cúng dường bởi vì người ta muốn mình tu. Thành nữa ra mình phải làm sao cho xứng đáng để nhận được phẩm vật cúng dường đó. Mình suy tưởng về những cái phẩm hạnh cao quý của truyền thống của bậc đạo sư và của đệ tử Phật, để mà mình theo, mình lập những cái gương tốt để mình theo,
hướng tâm phát triển tinh thần. Bây giờ muốn về cái hỷ thì mình suy tưởng về Phật pháp tăng giới thí thiên và tịnh tịch, tức là niết bàn, tức là mình suy tưởng về những cái tùy niệm để mình có cái tâm hoan hỷ lòng tin. Trong đó cái quan trọng nhất mà chúng tôi thấy là cái niệm theo kinh nghiệm của chúng tôi là niệm về niệm Phật và niệm thí. Niệm Phật tức là mình nghĩ đến Đức Phật, nghĩ đến những cái đặc tính của Ngài. Niệm thí tức là mình nghĩ tới những cái gì mình đã làm, những cái chuyện mà mình chia sẻ, ban cung dường, cúng dường này kia, mình ban bố thí, mình khi mình nghĩ lại mình cảm thấy hân hoan, thấy vui, thấy vui, tự nhiên là mình thấy có cái niềm tin. Tránh người thô tháo, gần người thanh nhã, mình suy tưởng những cái bài kinh tạo cảm hứng, cảm hứng và mình phát triển cái tâm hỷ của mình. Khi mình nghĩ tới như vậy có cái lòng tin như vậy, như chúng tôi thích đọc kinh sách này. Nhưng mà tại sao mà thích? Tại vì có cái quan hỷ chứ không phải gì hết. Chứ mình đâu có để ra làm cái gì, cũng có để khoe khoang, để in ra làm gì hết. Mình chỉ làm là mình thấy quan hỷ rồi mình chia sẻ, mình đưa lên trên mạng vậy thôi. Ta tạo càng ngày mình tạo thêm cái tâm quan hỷ cho mình làm. Khinh an pasadi, khinh an muốn nói cho nhẹ nhàng thì rất là thực tế là phải có thức ăn tốt, khí hậu tốt, ở cái chỗ nào mà cái điều kiện tốt, sống sạch sẽ này nọ, sống dễ chịu thì mình thấy cái tâm mình nó thư thới. Đó là cái về vấn đề cái thân xác của mình. Rồi mình phải có cái tác phong thăng bằng, đừng có mà quá vui mừng, quá trộn rộn, mà cũng đừng quá buồn rầu. Cái điều này khó. Đừng có gần với những người náo động. Những người đó rất nhiều khi họ cũng ảnh hưởng tới mình. Mình chưa, mình có cứng phải đứng đầu giỏ, mình chưa cứng thì mình tránh những cái người đó. Hoặc những cái người thích năng nổ này kia, mình tránh đi. Mình gần gũi những người trầm tĩnh, mình học được cái đó. Nhưng mà đừng có tưởng là nhiều khi khỏi cái môi trường, những bạn bè, những cái người bạn đạo cũng ảnh hưởng tới mình chứ không phải là không. Cho nên mình cái tốt nhất là mình tránh những cái chuyện đó. Về cái định thì vẫn cũng giữ là thân thể sạch sẽ, cân bằng ngũ căn. Mình cái thiện xảo ghi nhận cái định tướng, tức là khi mình hành thiền mình thấy phát ra những cái tướng, những cái limit tại thế nào thì mình biết. Cái điều nếu mình chưa biết thì mình học, hoặc là mình hỏi những cái vị thiền sư để hướng dẫn cho mình. Và mình cũng phải tránh những người sao lãng, mà gần những người có chú tâm. Mình phải lúc nào cũng hướng về cái sự tu tập của mình, nhắc dở mình lúc nào cũng phải hành thiền. Và cái để phát triển tâm xã thì có những cái điều kiện để giúp, tức là thứ nhất là mình phải đừng có dính mắc nhiều quá. Mình tránh ra, tránh những người mà, hoặc là mình tránh những người họ có cái quá khích cực đoan, không có dính mắc vào những cái người đó, gần gũi mình biết vậy mình tránh. Cái trong Facebook chúng tôi cũng vậy, chúng tôi không có kết bạn với những người mà có cái tư tưởng cực đoan. Lúc đầu mình không biết, nhưng mà khi mình đọc được một số những cái trao đổi của họ thì mình biết, mình tự động mình quỷ kết bạn lặng lẽ đó. Mình không có, bởi vì mình cũng biết cái thời gian mình không còn bao nhiêu nữa, mình không có thời giờ đâu mà đi dính mắc những cái chuyện đó. Ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, nhưng mà mình có cái con đường của mình và mình trân quý cái thời giờ của mình. Thành ra mình sử dụng thời giờ của mình làm sao cho nó đúng chỗ, không phải là mình không có ngại ngùng gì hết. Mình không có làm hại ai, mình không có lợi dụng ai, thì mình cũng có cái con đường độc lập của mình. Và cái thời giờ nó ngắn ngủi lắm, như chúng tôi nói, có thể chết bất cứ lúc nào. Thành ra không có cần phải bận tâm những cái chuyện đó. Mình nhớ, nhớ lúc nào đó, thời giờ mình cũng còn ít lắm. Phải sử dụng làm sao cho nó khéo léo, cho nó có lợi cho cái con đường tu tập của chính mình. Thì đó là những cái gì về bảy giác chi mà Ngài Analogio Ngài nói, chúng tôi xin tóm tắt như vậy. Và một cái biểu đồ cuối cùng thì chúng tôi mời các anh chị xem cái đâu là cũng rất là hay. Tức là cũng lấy ra trong một cái cuốn sách khác của Ngài. Từ Ngài nói là cái mình tu tập giống như là một cái kiềng ba chân, cái ghế ba chân như vậy. Và nó có làm sao mình xoay quanh qua những cái điểm mà Ngài đưa ra, tức là mình phải biết từ bỏ, phải biết viễn ly, sống ly tham và đoạn diệt. Và trong cái lúc nào cũng có bốn cái chi phần đó, là mình cũng phải làm sao cũng ghi nhớ trong đầu.
Và cái đó cũng áp dụng khi mình cố gắng phát triển được bảy giác chi. Và bảy giác chi này thông thường thì chia làm hai phần. Một bên là an chỉ, một bên là minh quán. Hai phần đó bổ sung cho nhau. Và để giữ cân bằng đó là mình giữ cái ân niệm. Cái yếu tố niệm là coi để giúp để cân bằng giữa an chỉ và minh quán. Sau này thì có một số chư tăng dùng cái chữ thiền định và thiền tuệ, nhưng mà chúng tôi thấy cái chuyện đó tôi cũng không, chúng tôi hiểu nhưng mà ít có dùng, không thích dùng. Chúng tôi thích dùng cái chữ an chỉ và minh quán hơn. Thì bên an chỉ thì có ba cái yếu tố là khinh an định và xả, và bên minh quán thì có ba yếu tố là hỷ tinh tấn và trạch pháp. Và hai cái bên đó cần phải cân bằng. Và cái yếu tố để giữ cái sự cân bằng đó là niệm. Đó là cái quan trọng. Niệm để chúng ta giữ sự cân bằng giữa an chỉ và minh quán. Rồi các mình đi vào, có niệm thì mình mới có trạch pháp. Trạch pháp mới có tinh tấn cũng mới có hỷ. Hỷ rồi khinh an rồi mới có định, định có xả đi, đi trở về. Niệm cứ đi lòng vòng như vậy, mình đưa cái mình đi lên. Nhưng mà nhớ lúc nào mình phải cân bằng hai bên, chứ không phải chỉ có một bên thôi. Một bên là an chỉ, bên kia là minh quán. Và bên an chỉ thì gồm có ba, kinh an định và xả. Bên minh quán thì gồm có ba, tức là hỷ tinh tấn và trạch pháp. Và niệm tức là cái yếu tố để giữ sự cân bằng giữa hai cái nhân nhóm đó. Thì đó cái điều chúng tôi xin tóm tắt là như vậy. Bây giờ thì còn có mấy phút nữa thôi, thì chúng tôi chỉ xin đọc cái phần giới thiệu. Tiềm năng chữa bệnh của các giác chi. Trong nhiều bài kinh nguyên thủy, Đức Phật thường xuyên nêu gương trong việc chăm sóc người bệnh, đặc biệt là với phẩm chất cuối cùng được đề cập trong bài kinh của Tăng Chi Bộ trình bày trong chương trước. Đó là mình phải làm sao giảng dạy khích lệ làm cho người bệnh hoan hỷ và qua các bài pháp thoại. Ở đây thì mình không có khả năng đó thì mình tới thăm, mình có những cái lời khuyên làm sao cho họ vui, họ hoan hỷ nên họ chống chọi với cái bệnh của họ. Động lực từ bi để giúp đỡ người bệnh thường được thực hiện qua hình thức cung cấp liều lượng pháp dược thích hợp. Tức là mình nói làm sao phải có cái khả năng nó khéo léo, nói cho đúng thời, nói làm sao cho họ nghe, họ hoan hỷ. Hình thức chăm sóc như thế này là một chủ đề được trình bày trong chương này và các chương tiếp theo. Trong bài kinh của chương này, tức là bài kinh lấy ra trong tạng của Tây Tạng, Đức đảm nhận việc chăm sóc như vậy liên quan đến một trong những vị đệ tử nổi tiếng là Ngài Mahakassapa, Ngài Đại Ca Diếp. Đức Phật tới thăm Ngài Đại Ca Diếp, Ngài giảng cái bài kinh Thất Giác Chi. Ngài Ca Diếp nghe xong là hoan hỷ hết bệnh. Ngài Mahakassapa được mô tả trong nhiều bài kinh là vị đệ tử nghiêm khắc, xuất sắc trong hạnh đầu đà. Trong bài kinh trình bày ở đây, Ngài công nhận mình đang bị bệnh, cho thấy bức trầm trọng của chứng bệnh không phải chỉ là sự khó chịu thông thường. Tức là Ngài Đại Ca Diếp là nổi tiếng là Ngài tu hạnh đầu đà, tức là Ngài chịu đựng những cái sự cực khổ đau đớn hay lắm. Nhưng mà trong cái bài kinh này, Ngài đau đớn Ngài chịu không có nổi. Như vậy chứng tỏ rằng Ngài này cái bệnh nặng lắm chứ không phải là bệnh nhẹ. Lời dạy mà Ngài Mahakassapa nhận được từ Đức Phật có liên quan đến bảy chi phần giác ngộ, thất giác chi, là bảy phẩm chất nêu ra trong pháp hành thiền của Phật giáo sơ kỳ để hướng tâm đến giác ngộ. Các chi phần này thường được xem là đối nghịch trực tiếp với năm phẩm chất tiêu cực của tâm trí, được gọi là năm chướng ngại hay triền cái. Tương tự với các phẩm chất tích cực và tiêu cực của bệnh nhân và người chăm sóc đã được thảo luận trong các chương trước, pháp hành thiền trong Phật giáo sơ kỳ chẩn đoán tình trạng tâm thần của một người với những phiền não bằng cách liệt kê những yếu tố gây phương hại đến tâm trí, đó là năm chướng ngại. Và những phẩm chất tích cực bồi dưỡng sức khỏe tâm thần gọi là bảy giác chi. Ý của Ngài muốn nói rằng đó, theo trong cái Phật giáo nguyên thủy hay Phật giáo sơ kỳ, có hai phần, phần tiêu cực và phần tích cực mình cần phải biết. Phần tiêu cực tức là năm cái triền cái: tham dục, sân hận, hôn thủy, trạo hối và hoài nghi. Mình phải làm sao để mình đối trị, mình khống chế, hay là làm cho nó bớt đi. Và năm và bảy cái chi phần khác là mặt tích cực, phải được phát triển, tức là niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định và xả. Đó là bảy giác chi. Đó là phần tích cực. Đó là một bên tiêu cực là mình phải cố gắng kiểm soát. Một bên nữa là mình phải cố gắng trưởng dưỡng. Năm chướng ngại hay triền cái đó là tham dục, sân hận, hôn thủy, trạo hối và hoài nghi.
Ý nghĩa đầu tiên của năm chướng ngại này là cản trở sự hoạt động đúng đắn của tâm trí. Đó nói về cái ý nghĩa của năm triền cai. Chúng đưa tâm theo hướng ngược lại với sự giác ngộ và ngăn cản, tạo khó khăn ngay cả cho những công việc bình thường, như học tập một việc gì đó cho đúng cách. Không phải là chỉ là giác ngộ thôi mà năm cái triền cai này, trong khi mình học hành hay mình làm cái gì nó cũng cản trở mình, chứ không phải là chỉ cản trở giác ngộ thôi. Thành nở ra ngay khi mình hành thiền hay mình làm việc ở trong ngày, sinh hoạt ở trong bình thường ở trong ngày, mình cũng phải biết nhận diện năm cái triền cai đó. Danh sách năm yếu tố này thật ra bao gồm 7 trạng thái tinh thần tiêu cực. Trong đó hôn thủy là một cặp đôi bao gồm hôn trầm và thủy miên. Tức là mình nói hôn thủy là hôn trầm và thủy miên. Và tách làm hai nữa. Thay vì năm mình tách cái hôn trầm thủy miên làm hai nữa. Nó thành ra 6. Và trạo hối tức là trạo cử và hối hận, hối khóa. Thì cũng là 2 nữa. Là cộng lại là 7 chứ không phải là 5. Kết hợp cặp đôi như thế có lẽ là do hiệu ứng và tính cách tương tự của chúng. Thì theo cái nhìn của Ngài Analayo, kinh điển gọi là hôn trầm thủy miên thành một, thì có lẽ nó giống nhau, tương tự với nhau. Và trạo hối, tức là trạo cử và hối quá thì cũng giống nhau, là kết hợp thành một. Từ 7 mà xuống còn 5 là vậy. Vì năm chướng ngại trong thực tế gồm 7 trạng thái tinh thần riêng biệt, có thể xem như chúng tương ứng với 7 giác chi để đối trị thay thế, tạo ảnh hưởng lành mạnh cho tâm trí. Đó là Ngài mới suy diễn từ đó là tại sao mà lấy 7 giác chi đối trị với 5 triền cái. Bởi vì thật sự ra là 7 triền cái chứ không phải là 5 triền cái. 5 triền cái đó mình nhìn kỹ thì hôn thủy mình tách ra làm 2, tức là hôn trầm và thủy miên. Trạo hối tức là trạo cử và hối quá. Rồi ta ra 7 cái triền cái. Nói 7 giác chi đối trị với 7 triền cái. Vì năm chướng ngại trong thực tế bao gồm 7 trạng thái tinh thần riêng biệt, có thể xem như chúng tương ứng với 7 giác chi để đối trị thay thế, tạo ảnh hưởng lành mạnh cho tâm trí. Theo cách này, giống như chương trước đã trình bày, năm phẩm chất bất lợi đối với năm phẩm chất có lợi trong trường hợp bệnh nhân và người chăm sóc. Sự tương phản hiện tại là giữa 7 phẩm chất bất lợi và 7 phẩm chất có lợi trên tinh thần. 7 phẩm chất bất lợi tức là 7 triền cái, hay là mình rút gọn thành 5. 7 phẩm chất có lợi cho tinh thần tức là 7 giác chi. 7 yếu tố tinh thần đưa đến giác chỗ, giác ngộ hay là giác chi, đưa tâm theo hướng đối nghịch lại với các chướng ngại tinh thần là niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, tịnh và xả. Tiềm năng của các giác chi này không hạn chế chỉ về mặt sức khỏe tâm thần, vì chúng cũng có thể dẫn đến phục hồi thể chất. Cái tiềm năng nó là không phải để giúp cho mình tu tập cái tinh thần thôi, mà nó cũng để làm cho cái tâm mình quan hỷ để mà mình chống chọi với bệnh thật, tức là cũng giúp cho cái thể chất mình nó khỏe mạnh hơn. Đây là chủ đề của 3 bài kinh liên tiếp trong tương ưng bộ SN 45, 14, 15, 16, tức là tương ưng bộ chương 45 hay phẩm 45, bài kinh số 14, 15, 16. Các anh chị có thể tìm đọc hoặc là ở trong này chúng tôi có liệt kê ra. Một trong những bài kinh ghi lại chính Đức Phật đã phục hồi sức khỏe khi một tỳ khưu đục tụng đọc về 7 giác chi cho Ngài nghe, tức là bài kinh 15 á, thì nói rằng Đức Phật bị bệnh, rồi một vị tỳ khưu tới, Ngài nói đọc cái bài kinh đó cho Ngài nghe. Khi Ngài nghe, cái Ngài quan hỷ, Ngài cũng hết bệnh, chứ không phải chỉ có chư Tăng thôi. Trong tạp A Hàm cũng có một cái bài kinh tương tự như vậy, kinh 727 của trong tạp A Hàm. Tôi sẽ trở lại bài kinh này trong phần thảo luận tiếp theo. Hai bài kinh kia có Ngài Mokkalana và Ngài Mahakassapa, tức là hai cái vị đại đệ tử khác. Thứ nhất Ngài Mục Kiền Liên, Đại Mục Kiền Liên. Vị đệ tử thứ hai tức là Ngài Đại Ca Diếp, hai ngày đó cũng khỏi bệnh. Khi Đức Phật nói về 7 giác chi cho các vị ấy nghe, bài kinh dạy cho Ngài Mahamokkalana chỉ thấy ghi trong tư ưng bộ, nhưng bài kinh dạy cho Ngài Mahakassapa thì có một bài kinh tương ứng được lưu giữ ở Tây Tạng. Tức là có hai cái bài kinh giống nhau. Nhưng mà cái bài kinh mà cái Ngài Đại Mục Kiền Liên bị bệnh rồi tới nghe Đức Phật giảng cho thất giác chi hết bệnh thì không có trong bản kinh Tây Tạng. Chỉ có bản kinh trong Nikaya của Pali thôi. Nhưng mà cái bài kinh của Ngài Đại Ca Diếp thì có cả hai. Tức là trong Tây Tạng cũng có, mà ở Tích Lan cũng có cái bài kinh đó. Bài kinh Đức Phật tới giảng thì 7 giác chi Đại Ca Diếp nghe xong là khỏe.
Đây là bản kinh tôi trích dịch và trình bày trong chương này, thì chúng tôi có dịch ra bằng dựa theo cái bản tiếng Anh của ngài Analayo dịch ra đây, thì các anh chị có thể đọc. Theo tài liệu lịch sử, bản kinh được một vị tu sĩ Sri Lanka đem đến truyền bá ở Tây Tạng, và do đó bắt nguồn từ một dòng truyền thừa của hệ phái Theravada, mặc dù cho thấy có một số biến thể khi so sánh với bài kinh Pali tương ứng. Thì đó là một trong 13 bài kinh mà một cái vị tu sĩ ở Tích Lan, ở Sri Lanka đem đến truyền vào trong Tây Tạng, được ghi lại cho tới bây giờ. Thì đây là cái bài kinh mà anh chị có thể xem. Một bài kinh thứ hai quan trọng hơn đó là bài kinh Girimananda, mà chúng tôi có ghi ở trong cái cuốn tập nói về 10 pháp quán tưởng. Thì có, đó là những cái bài kinh mà có nguồn gốc từ Sri Lanka đem lên. Mình thấy ở trong Tây Tạng, Phật giáo Tây Tạng, nếu mà chư tăng hoặc là Phật tử có dịp đọc thì cũng có thể đọc được một số những kinh điển, kinh luật và luận có cùng chung một căn bản với lại truyền thống Theravada này. Và như vậy thì chúng tôi xin tạm dừng ở đây, bởi vì cũng hết giờ rồi. Trong 90 phút vừa qua, nếu chúng tôi trình bày có những gì sơ xuất, thì mong quý chư Tôn Đức Tăng Ni và quý anh chị hoan hỷ thông cảm cho. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì chúng tôi xin đọc cái phần hồi hướng. Chư thiên ngữ trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều. Long vương thân lực có nhiều, đồng sinh quan hy phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sinh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sinh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến chư Tôn Đức Tăng Ni và quý anh chị đạo hữu, cầu mong cho tất cả hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi xuống mic và rời room, thì chúng tôi xin thành kính chúc tất cả của chư Tôn Đức Tăng Ni và quý anh chị đạo hữu nhiều điều tốt lành trong chánh pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Yani taputa ni sama gatani pumangwa yani wa antale kesabe wa kuta sumana pawanto ako bisa kacang sunanto pasitan tatma hiputa ni sama sasambe metan karo tamano ya baca yani wa carato caranti ye paling ta and
Namasama suwati ho ho tu